Thời gian 3 ngày, Lê lão tổ cùng Lý Tiên Ngư bọn người hội tụ lên một chi cường đại đội hình, 18 tòa chủ phong trưởng lão đều xuất động, Minh Mông cuồn cuộn bước ra Vũ Hóa Thần môn, bắt đầu điên cuồng vây quét lấy Yên Vũ lâu mỗi địa bàn. Nếu là ở trước đó, bằng vào Vũ Hóa Thần môn nội tình cùng thực lực, vây quét cái này Yên Vũ lâu các đại địa bàn còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ có Trần Mộc vị này đại lục cường giả đỉnh cao tỏa chấn, Yên Vũ lâu các đại phân bộ đều binh bại như núi đổ, không có quá lớn phản kháng chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiếm cứ ở trung thổ thần châu không người dám trêu chọc thần bí công trình kiến trúc, bây giờ càng là biến thành từng tòa vắng lặng phế tích, đếm không hết thi thể đắp lên, mấu tươi phun đâm, giống như dòng lũ thoa khắp một chỗ, liền trong không khí đều mang theo huyết tinh cùng mùi thuốc súng. Cỗ này thế như trẻ che khí thế, đồng dạng thấy trung thổ thần châu không thiếu thế lực đều có chút sợ hãi. Những năm gần đây, Vũ Hóa Thần Môn vẫn luôn là lặng lặng đứng sừng ở cái này trung thổ thần châu phía trên, bởi vì không tranh quyền thế tính tình, rất nhiều người đều nhanh quên đi bọn hắn có kinh khủng nội tình cùng thực lực. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nó từ đầu đến cuối cũng là chiếm cứ ở trung thổ thần châu một đầu hồng hoang cự thú, một khi chân chính bị chọc giận, cũng là chiến lãm hội lộ ra làm cho cả thiên vũ đại lục đều sợ lạnh lẽo răng nanh. Mà lần này, vũ hóa thần môn tinh nhuệ tề xuất, cũng làm cho người nhìn ra Lê lão tổ cùng Lê Hằng chờ người nội tâm tràn ngập lấy phẫn nộ, đối với viên này cắm dễ tại thiên vũ đại lục thật lâu ung thư lớn, vũ hóa thần môn đã sớm muốn đem hắn nhổ xong. Lần này đại lục chi kiếp, Yên Vũ lâu thân ảnh vẫn luôn xen kẽ ở trong đó, sớm đưa tới công phẫn, bởi vậy tại nhìn thấy yên vũ lâu các đại phân bộ đều bị đánh vỡ sau đó rất nhiều người không chỉ không có sinh khí ngược lại còn tại một bên lớn tiếng gọi tốt thời gian ba ngày trần mục liền nhổ xong yên vũ lâu trên đại lục tất cả phân bộ tiếp lấy hắn liền dẫn lê lão tổ lê hằng chờ người mình mông cuồn cuộn vào tới yên vũ lâu tổng bộ mà đến yên vũ lâu tổng bộ là một chỗ vùng ngoại ô sơn thôn phóng tầm mắt nhìn tới ở đây lượn lờ khói bếp gạch xanh xây thành nhà ngói tại xung xuê trong rừng cây như ẩn như hiện chung quanh là vô tận dãy núi cùng minh mông hoang dã, tầng tầng lục sắc ruộng bậc thang, đem cái này hoang sơn giã lĩnh, đắp lên giống từng tòa pha lê bảo tháp. Lê Hằng khuôn mặt lộ ra giữ tợn sát cơ, linh lực bộc phát ở giữa, liền trực tiếp bạo lướt xuống, nhưng mà, tại hắn xông đến thôn xóm phía trước, nhưng lại có một đạo ánh sáng óng ánh màn phát sáng lên, phóng thích ra vô cùng cường đại năng lượng ba động, đem Lê Hằng thân thể cho phản chấn trở về. Kết giới, Lê Hằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, tòa này thôn xóm nhỏ địa hình chung quanh, lại còn bày ra bực này kinh thiên đại trận. Lê lão tổ nhíu nhíu mày, nhìn quanh một mắt màn sáng kết giới bốn phía sau, liền mở miệng nói, đây là một đạo thượng cổ linh trận, nghe nói là Liễu Kình Thương vơ vét toàn bộ Thiên Vũ đại lục, tìm đến vô số kỳ chân dị bảo, tự mình bày ra. Muốn khởi động cái này linh trận, ít nhất đều cần 10 vị hoàng cảnh cấp bậc cường giả mới có thể làm được, trước kia lão phu đã từng muốn động đội đánh hạ Yên Vũ lâu lại bị cái này thượng cổ linh trận ngăn lại, mới không thể thành công vậy bây giờ nên làm cái gì? Lê Hằng sắc mặt có chút khó coi, lần này bọn hắn vũ hóa thần môn là quyết tâm, vô luận trả giá giá bao nhiêu, đều phải triệt để rút ra đi yên vũ lâu viên này u ác tính, tuyệt đối là không thể nào tại cái này thượng cổ linh trận phía trước, liền bị ngăn cản nhịp bước tấn công. Ta đến đây đi, đột nhiên, Trần Mộc ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng hàn. Quang, đi tới Lê Hằng trước người, Lê Hằng gật gật đầu, không do dự, lập tức lui mấy trăm trượng phạm vi, những người khác cũng nhao nhao tránh lui mà đi, ánh mắt nổi lên một chút ngưng trọng, đều nhìn chằm chằm về phía Trần Mộc mà đi. Chỉ thấy Trần Mộc trong hai tròng mắt, kim quang hừng hực, giống như liệt hỏa giống như bốc cháy lên, chợt, hắn thân thể hơi rung, thao thao bất việt linh lực liền vô tận bạo phát ra, hai tay huy động, càng là lấy tự thân thân thể, diễn hóa ra một đầu thương thiên hắc long, phóng lên trời. Giống, phong vân tất cả lên, kinh thiên long ngâm, quanh quẩn hoàn vũ, khuấy động lên đầy trời bão táp linh lực, ngay cả không gian đều phát sinh bóp méo. Sau một khắc, đầu này thương thiên hắc long liền mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng thần uy giống như lôi đình cự quang giống như đáp xuống hung hãn vô cùng đụng vào đạo này kết giới phía trên đông giống như thái cổ hồng lữ một dạng tiếng chuông vang vọng toàn bộ thiên địa đều run rẩy động bàng bạc linh lực như biển giống như biển cả sóng lớn giống như trọng trọng điệp điệp sung kích ở đạo này kết giới phía trên bất quá nửa thường thời gian đạo này bền chắc không thể gảy kết giới liền ầm vang vỡ ra thấy cảnh này lê lão tổ lý tiên ngư bọn người đều mặt lộ vẻ vui mừng may mắn có Trần Mộc tương trợ, bằng không bọn hắn liền xem như có thể đủ diệt trừ Yên Vũ lâu, cũng tất nhiên khó khăn trọng trọng, mà lần này, bọn hắn nhất định phải để cho Liễu Kình Thương trả giá hối hận đại giới. Rất, Lê lão tổ hét lớn một tiếng, trong mắt tản ra lạnh thấu xương hung quang, cuồn cuộn sát phạt chi khí giống như ngưng vì thực chất giống như bao phủ mà ra. Sau lưng tụ tập mà đến rất nhiều cường giả, liền đồng thời vọt xuống dưới, đại dương minh mông linh lực như biển quét ngang thiên địa, đông nghịt cường giả đại quân, giống như là trời nghiêng giống như, làm cho cả tòa thôn xóm nhỏ đều che đậy lên một tầng tấm màn đen, lạnh lẽo kinh người. Dấu ở trong thôn xóm Yên Vũ lâu cường giả, cũng đã sớm dự liệu được Vũ Hóa thần môn sẽ rất tới giống như, lúc Vũ Hóa thần môn rất nhiều cường giả lao xuống, từng đạo thân hình nhanh nhẹn quang ảnh cũng tại cùng một thời gian liền xông ra ngoài, phong thích ra cuồng bạo vô song sát khí, vô rớt về phía Vũ Hóa thần môn đám người. Rớt, tranh tranh sát âm, cuốn lấy đầy trời bão cát, tại đây không tính là rộng lớn trong thôn xóm nhấc lên. Trong chốc lát, một hồi kinh thiên hỗn loạn chi chiến, triệt để bộc phát cùng khai hỏa. Mà Trần Mộc cùng Lê lão tổ Diêu Linh Nguyệt ba người, nhưng là bằng nhanh nhất tốc độ, phóng qua trọng trọng chiến trường, đã tới Liễu Kình Thương chỗ trong đại viện. Bây giờ, Liễu Kình Thương giống như là đã sớm biết ba người bọn họ sẽ đến, liền đứng ở trong sân một gốc cây đào hạ đẳng lấy bọn hắn, sắc mặt của hắn không coi là bao nhiêu bối rối, ngược lại là ngập lấy một vòng cười khẽ đường cong. Liễu Kình Thương, ngày tận thế của ngươi đến. Lê lão tổ vừa đến được, liền phát ra một đạo sát phạt tiếng quát, vô hình linh lực uy áp, càng là làm cho tòa này đại viện trở nên thiên hôn địa ám, giống như ngày tận thế tới giống như. Trần Mộc cùng Diêu Linh Nguyệt thân hình cũng chậm rãi rơi xuống, bọn hắn ánh mắt đều hiện ra vẻ lạnh như băng, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Liễu Kình Thương. Lê lão tổ, Diêu Linh Nguyệt, Liễu Kình Thương, ba người bọn họ cũng là cùng Diệp Bắc Huyền cùng một thời đại bên trong nhân vật, tính ra, Liễu Kình Thương cũng là cố nhân một trong, làm gì hắn đi lên một con đường không có lối về, cùng yêu tộc cấu kết lại với nhau. Liễu Kình Thương, người thúc thủ chịu trói đi, có thể còn có thể rơi vào tốt một điểm hạ tràng. Siêu Linh Nguyệt đứng dậy, đôi mắt đẹp ngưng lại, trắng nõn như sơ tuyết một dạng hoàn mỹ gương mặt có một vòng lạnh ý, quát khẽ. Liễu, kinh thương cười, một lát sau, hắn dương mắt con mắt, đáy mắt ngậm lấy vẻ châm chọc, nhìn chằm chằm Diêu Linh Nguyệt, nói ta thúc thủ chịu trói, các ngươi liền sẽ tha ta một mạng sao? Diêu Linh Nguyệt không có trả lời, chỉ là tràn ngập lạnh thấu xương sát phạt chi sắc đôi mắt đẹp, đã đủ để chứng minh hết thảy. Diêu Linh Nguyệt, trước kia dù sao cũng là bản tỏa che chở ngươi bằng không mà nói người bách hoa lâu sớm đã bị ngấp nghé người hạng giá áo túi cơm cho nuốt ngay cả cặn cũng không còn bây giờ ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao liễu kình thương lạnh giọng hỏi siêu linh nguyệt cũng đồng dạng nở nụ cười nói ta bách hoa lâu chẳng lẽ liền không có cho các người yên vũ lâu làm qua cống hiến sao yên vũ lâu có bao nhiêu tài nguyên tu luyện cũng là chúng ta bách hoa lâu dâng lên đi bằng không yên vũ lâu có được hôm nay như vậy quy mô sao đây không phải bảo hộ, đây chỉ là một loại lợi dụng lẫn nhau thôi. Năm đó Bách Hoa Lâu, mặc dù cường đại, nhưng còn xa xa chen không tiến trung thổ thần châu đỉnh tiêm trong thế lực, tại Yên Vũ Lâu cường đại bối cảnh dưới, Bách Hoa Lâu mới nhất cử dương danh, trở thành bất kỳ bên nào thế lực cũng không dám trêu chọc quái vật khổng lồ. Nhưng mà đồng dạng, trong mỗi một năm Bách Hoa Lâu cũng là cần hướng Yên Vũ Lâu cung cấp số lớn tài nguyên tu luyện, giữa hai bên vốn là lợi ích quan hệ, nói thế nào nâng đỡ. Không cần nói nhảm với hắn, rất hắn. Lê lão tổ đứng dậy, quát lên. Nghe vậy, Lê Hằng cùng Lý Tiên Ngư bọn người cũng là liên tiếp đứng dậy, nhưng mà, coi như bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, Trần Mục lại bước ra một bước, ngăn ở trước người bọn họ, hắn híp mắt cười nói, Liễu Kình Thương, ngươi là muốn dây dưa chút thời gian a? À? Những người khác sắc mặt cũng đều là lao nhanh biến ảo, sau một khắc, giữa phương thiên địa này, bỗng nhiên có một loại cường đại linh trận ba động khuếch tán mà ra, mà cỗ này linh trận ba động chính là tới từ Liễu Kình Thương sau lưng trong sân. Ở nơi đó, có khói hà như mấu, trời quang mây tạnh, Vô cùng cường đại linh trận chi lực, đem chung quanh không gian đều đè phải ẩn ẩn biến hình đứng lên, một đạo thần bí hư không vòng xoáy, như ẩn như hiện, tựa như muốn ngưng kết mà thành. Rõ ràng, cho đến nay, Liễu Kình Thương sở dĩ lại ở chỗ này cùng Trần một bọn người nói nhảm nhiều như vậy, cũng chỉ là đang chờ đạo này truyền tống ngọc đài hình thành. Bài Tôn đại nhân, chúng ta tiến đưa người đi." Đột nhiên, một đạo hét to tiếng vang lên, chỉ thấy ngập trời hung sát chi khí bạo phát, trực tiếp đem hậu phương viện tử cho san bằng thành đất bằng, có 10 đạo quang ảnh, tại đồng thời vận chuyển linh lực toàn bộ rót vào đạo này truyền tống ngọc đài trên. Cái này 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là Yên Vũ lâu cao tầng trưởng lão, tại bọn hắn 10 người, người dưới sự cố gắng, đạo này hình thức ban đầu hư không vòng xoáy, cũng điên cuồng làm lớn ra, giống như là đả thông ngoài trăm vạn giảm hư không, có mênh mông quang hải dốc toàn bộ lực lượng, chiếu sáng thiên địa. Liễu Kình thương ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Trần Mộc, xâm nhiên cười nói, "Trần Mộc, người muốn diệt ta Yên Vũ lâu, cũng không có dễ dàng như vậy, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ còn trở về, đến lúc đó, ta nhất định muốn người toàn bộ vũ hóa thần môn đều xuống địa ngục đi. Hắn cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp quay người xông vào truyền tống trong ngọc đài, trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không vòng xoáy đều đang chuyển động, đầu chuyển tinh di, giống như là muốn vượt qua rời đi. Nhưng mà, Trần Mục lại khóe miệng nhấc lên một vòng cười khẽ đường cong, gấp gáp như vậy, cũng không cần ta đưa tiến người sao. Hai tay của hắn huy động, có một đạo hừng hực kiếm quang, từ trong cơ thể của hắn xông ra, giống như một cái xích kim thần hoàng giống. Như, quang hoa đầy trời, toàn bộ hắc ám màn đêm đều được thắp sáng, chớm ngang hướng về phía Liễu Kình Thương phương hướng mà đi. Bá, hư không giống như một bức tranh giống như bị dễ như trở bàn tay xé nát đi, trong suốt kiếm minh, vang vọng vạn cổ, hình như có kiếm đạo thần vận lưu truyền, có thể phá diệt hết thảy, đánh xuyên qua giới vực. Đứng tại truyền tống trên đài, thân thể còn chưa hoàn toàn chui vào hư không Liễu Kình Thương, lập tức phát giác được một màn kia kiếm quang đánh tới, sắc mặt đại biến, vội vàng bộc phát ngập trời linh lực tiến hành chống cự. Nhưng mà, cái này một vòng kiếm quang cường đại dường nào, càng là ẩn chứa kiếm đạo tôn giả có thần vận chi lực, phương viên trăm dặm chi địa, đại địa đều đang run sợ, quang hoa bôi qua, không chỗ nào không chạm, càng là bẻ gãy nghiền nát chớm ra liếu kình thương quanh thân linh lực phòng ngự, cuối cùng rơi tới cổ họng của hắn phía trên. Bá, một vòng huyết quang phun ra, đầu người phân ly, liễu kình thương đầu người, trực tiếp bị nạo xuống. Từ đó, một đời kiêu hùng, chân chính mất mạng. Bài tôn đại nhân, 10 vị yên vũ lâu trưởng lão tại cùng hết, thân sắc cực kỳ bi thương, có hai hàng nhiệt lệ từ trong hốc mắt trượt xuống, bọn hắn nghĩ không ra, đau khổ dẫy dụa đem hết toàn lực muốn để cho liếu Kình Thương rời đi, nhưng như cũ chạy không khỏi Trần Mộc một kiếm truy sát. Trần Mộc, người nhất định chết không yên lành, 10 vị trưởng lão, toàn bộ đều hốc mắt tinh hồng, tràn ngập vẻ oán độc trừng mắt về phía Trần Mộc. Sau một khắc, 10 người đồng thời xông tới, linh lực thôi động đến cực hạn, quang hoa che đậy mặt trời, phảng phất cả người đều vũ hóa thăng tiên giống như càng là có một loại kinh khủng cảm giác áp bách đánh tới bọn hắn 10 người, người muốn tự bảo phát giác được khác thường lê lão tổ sắc mặt đại biến gào thét lên tiếng một vị tử hoàng cảnh cường giả tự bạo uy lực vô cùng lớn cơ hồ có thể vượt cấp sát người nhưng mà liền tại bọn hắn vào tới lúc trần mục lại sớm đã có chuẩn bị hắn bước ra một bước cửu kiếp ma kiếm mang theo một tia hung sát chi khí mãnh liệt bắn mà ra giữa thiên địa rung động ầm ầm một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập tại mỗi một tấc không gian làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi lạnh mình trong thoáng chốc đám người thậm chí nhìn thấy có một đạo mông lung mờ mịt tiên vương thân thể trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc cái kia mười đạo vào tới thân ảnh liền đã thịt nát xương tan vỡ ra hóa thành huyết vụ đầy trời vẩy xuống đại địa bây giờ tất cả mọi người đồng tử đều một hồi hơi hơi co vào có chút hoảng sợ nhìn về phía trần mộc đến giờ khắc này bọn hắn mới ẩn ẩn ý thức được trần mộc đã trưởng thành đến loại nào đáng sợ tình cảnh liễu kình thương cái này một vị nửa bước vương đạo cảnh cường giả bị trần mộc nhẹ nhõm một kiếm gạt bỏ Liên cái này 10 vị tử hoàng cảnh cường giả, vẫn là như thế. Trần Mộc hơi hơi hí mắt, trong nháy mắt, bắn ra một đạo hồng quang, đem cái kia cách đó không xa truyền tống ngọc đài bắn cho trở thành nát bấy. Một trận chiến này, Yên Vũ lâu đem chân chính tại trên thiên vũ đại lục triệt để xóa tên. Liễu Kình Thương đã chất, các đại trưởng lão cũng đồng dạng mất mạng, từ đó về sau, thiên vũ đại lục lại không Yên Vũ lâu, Lê Hằng cười ha hả, thần sắc cuối cùng là triệt để trầm tĩnh lại, viên này ung thư lớn, cuối cùng là tại hôm nay triệt để bỏ đi rơi mất. Môn chủ, đột nhiên, một vị vũ hóa thần môn đệ tử chạy tới tại hai tay của hắn ở giữa còn ôm một bộ linh lung tinh tế tuyệt sắc nữ tử nói đây là trong sân tìm được còn thừa lại một ngụm dư khí đây là lý tiên ngư nhìn xem đạo này nữ tử thân ảnh khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ nữ tử này hắn không xa lạ gì chính là trước kia minh vương triệu điệp nhi xem ra nàng hẳn là bị liễu kinh thương làm hại tước đoạt thần linh ấn lê lão tổ tra xét một mắt thương thế của nàng liền làm ra ngờ tới xem như tử hoàng cảnh cường giả sinh mệnh lực đã vô cùng ương ngạch, cho dù là ngũ tạng tận tổn hại, nhưng chỉ cần linh đài bất diệt, bản nguyên chi lực không tiêu tan, liền còn chưa triệt để chất đi. Mặc dù trên người nàng thương thế 10 phần thảm trọng, nhưng chỉ cần còn có một hơi thở tại, bằng vào vũ hóa thần môn nội tình, cuối cùng vẫn là có cơ hội cứu sống. Đương nhiên, này liền muốn nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không cứu được. Yên vũ lâu bên trong sát thủ, cũng là làm hại một phương đao phủ, loại người này, chất đáng đời. Vũ hóa thần môn một vị trưởng lão nổi giận mắng, Bây giờ Yên Vũ lâu là thiên vũ đại lục người người kêu đánh chuột chạy qua đường, mà vị này Minh Vương, càng là đã từng không biết nhiễm bao nhiêu mấu tươi vô tình sát thủ, hắn tự nhiên đồng dạng thống hận. Lý Tiên Ngư ánh mắt nhìn phía Trần Mộc, giống như là chờ đối phương trả lời, hắn nhớ kỹ, Triệu Điệp Nhi cùng Trần Mộc ở giữa có không nhỏ ngọn nguồn đâu, hai người cũng coi như là một đôi tiểu oan gia. Trần Mộc trầm ngâm một hồi, nàng lưu ý đến Triệu Điệp Nhi gò má tái nhợt chỗ, có hai đạo tuyệt vọng nước mắt. Nghĩ đến, tại Liễu Kình thương xuất thủ một khắc này, Triệu Điệp Nhi đồng dạng lòng như cho nguội, không có bất kỳ cái gì cầu sinh chi dục đi, nếu không, lấy nàng thực lực, còn không đến mức rơi xuống tình cảnh như bây giờ vậy chỉ còn dư một hơi. Tính toán, mang về A, à, Trần Mộc khoát tay áo, đạo, Lê Lão Tổ cùng Lê Hằng chờ người nghe vậy, cũng không nói gì nhiều, chỉ là biểu tình trên mặt nhiều ít có lấy một chút cổ quái, ánh mắt nhiều tăng thêm một vòng thú vị tính chất. Siêu lĩnh nguyệt kia đối lưu ly đôi mắt đẹp, nhìn xem triệu điệp nhi cái kia thanh thuần động lòng người tuyệt sắc gương mặt sau, lại liếc mắt nhìn Trần Mộc, đáy mắt đồng dạng có chút không vui, hiển nhiên là có chút lòng sinh ghen tuông. Khục, mắt thấy bầu không khí có chút lúng túng, Trần Mộc ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, Triệu Điệp Nhi ám sát thiên phú vô cùng cao, là trời sinh tuyệt đại sát thủ, mầm non tốt như vậy nếu là chất ở chỗ này cũng có chút đáng tiếc. Ta hiểu, ta đều hiểu. Lê lão tổ vỗ vỗ bả vai Trần Mộc, cũng không ngừng phá, cười lớn một tiếng liền xoay người rời đi. Hiểu ngươi cái giam a, à? Trần Mộc nhịn không được mở miệng mắng một câu. Tiêu Diệt Yên vũ lâu hành động, kéo dài chừng 10 ngày thời gian, vô luận là tổng bộ vẫn là phân bộ, hết thảy bị vũ hóa thần môn cao tầng càn quét đến không còn một mảnh. Khi vũ hóa thần môn khải hoàn hồi chiều lúc, thiên vũ đại lục tất cả thế lực lúc này mới biết, cái kia đã từng có thể đủ cùng vũ hóa thần môn đứng sóng vai siêu cấp thế lực, từ đó về sau, liền đem tại trên thiên vũ đại lục tiêu thất hầu như không còn. Đối với điểm này, đông đảo thế lực đều cảm thấy có chút rung động, phải biết, yên vũ lâu phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục cũng là thuộc về nhất đảng thế lực cấp độ bá chủ, toàn thịnh thời kỳ càng làm cho không biết bao nhiêu đại lục trí cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mà giờ khắc này, khi liếu kình thương đầu người bị trích rơi xuống, tất cả mọi người lúc này mới biết, tòa này vũ hóa thần môn có nội tình kinh khủng đến cỡ nào cùng kinh người, cũng may vũ hóa thần môn cũng không có muốn xưng bá thiên vũ đại lục giã tâm. Nếu không, toàn bộ thiên vũ đại lục đều khó mà tìm được có một cái siêu cấp thế lực có thể cùng chống đỡ được. Nhưng cho dù như thế, sau khi được chứng kiến vũ hóa thần môn triển lộ ra tranh vanh, một chút đỉnh tiêm thế lực cũng đều thu liếm lại mình lòng mơ ước, không còn dám dễ dàng đắc đắc tội toàn này cổ lão tông môn. Bọn hắn biết, trong tương lai trong mấy ngàn năm, vũ hóa thần môn địa vị cũng là không thể lay động. Phải, mà tại toàn bộ thiên vũ đại, lục đều bởi vì yên vũ lâu hủy diệt mà nhắc lên oanh động to lớn lúc, tại trong vũ hóa thần môn, cũng là có không nhỏ vui mừng cùng xôi trào thanh âm. Những năm gần đây, vũ hóa thần môn đệ tử tại yên vũ lâu nơi đó xem như nhận hết đau khổ, không biết có bao nhiêu đệ tử bên ngoài lịch luyện lúc, từng từng chịu đựng yên vũ lâu phục kích cùng truy sát, tử thương vô số, mà từ nay về sau, vũ hóa thần môn đệ tử sẽ không còn băn khoăn này. Tinh trên đỉnh, Trần Mục ngồi xếp bằng, hắn nhìn qua đến nay vẫn còn một mảnh tiếng hoan hô bên trong vũ hóa thần môn, khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng cười khẽ đường cong. Chợt, hắn ngẩng đầu, hít mắt, nhìn phía cái kia phiến rộng lớn mà bầu trời xanh thẳm, ở nơi đó, có thành bầy linh thú bay lượn mà qua, trong suốt tiếng hạc rẽ, xa xa quanh quẩn mà đến. Kể từ đi tới trung thổ thần châu, đã qua thời gian hơn 2 năm, trong 2 năm này, hắn tốc độ phát triển chỉ có thể dùng bay vọt để hình dung, cùng trước đây vừa tới trung thổ thần châu lúc thảo mãng thiếu niên so sánh hắn bây giờ cái kia gương mặt thanh tú bàng đã là hơi khắc xuống một chút chuyện xưa vết tích ngũ quan trở nên lạnh lùng mà lập thể thiếu đi non nớt nhiều hơn mấy phần nhuệ khí mà thực lực phương diện hắn cũng từ vạn pháp cảnh vượt qua đến bây giờ tử hoàng cảnh đỉnh phong khoảng cách lấy vương đạo cảnh cũng chỉ có cách xa một bước thời gian trôi qua thật nhanh a à, trần mộc nhẹ nhàng nở nụ cười hắn còn nhớ rõ ban đầu là cùng phương thanh điệp hai người cùng nhau đi tới trung thổ thần châu cũng không biết bây giờ Phương Thanh Điệp trải qua thế nào. Đang suy nghĩ gì đấy? Coi như Trần Mục ngước đầu nhìn lên bầu trời, lâm vào trong ngẩn người lúc, một đạo giống như tước linh một dạng thanh âm êm ái, đột nhiên từ phía sau chuyển đến, Trần Mục quay đầu đi, liền gặp được một đạo hoàn mỹ không một tỷ vết linh lung bóng hình xinh đẹp, đứng ở sau lưng hắn. Hôm nay Diêu Linh Nguyệt mặc một bộ nhẹ như cánh ve lụa trắng váy, váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất một đóa nở rộ tiên ba giống như, có một tia thánh khiết không linh khí chất, mặt mũi của nàng thanh lệ tuyệt luân, mày như núi xa, mắt như nước hồ thu, môi như cánh hoa, da thịt trắng nõn như ngọc. Mái tóc dài của nàng thác chảy giống như rủ xuống, lọn tóc rung động nhẹ nhẹ, phảng phất có linh tính đồng dạng. Cái kia linh lung thân thể mềm mại, gần như có được một đạo hoàn mỹ đường cong, uyển chuyển vừa ôm bờ eo thon, mượt mà chân ngọc thon dài, mỗi một tấc đều tại dương quang chiếu dọi xuống lập lòe ngà voi một dạng lộng lẫy, để cho người ta huyết mạch phún trương, khó mà tự kiềm chế. Cái gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, cũng bất quá đi như thế liền Trần Mộc đều không thể không thừa nhận, Diêu Linh Nguyệt tư sắc là không có gì sánh kịp, lại thêm cái kia thanh lãnh mà thánh khiết khí chất, đủ để cho mỗi một nam nhân đều phát lên mãnh liệt chinh phục dục, nàng có thể đủ xếp vào đại lục hoa khôi bảng vị thứ nhất dài đến thời gian ngàn năm, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Diêu Linh Nguyệt nhìn đến Trần Mộc cái kia chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, mơ hồ trong đó có một đám lửa đang lóe lên, nàng hoàn mỹ không một tí vết tuyệt sắc trên gương mặt, cũng là lướt lên lướt qua một cái khói hà cùng ửng đỏ, càng tăng thêm một vòng vũ mị khí chất. Ngươi, Người đang xem cái gì đâu. Siêu Linh Nguyệt cuối cùng thế là có chút chịu không được trần Mộc cái kia xâm lược tính chất 10 phần ánh mắt, đôi mắt đẹp lộ ra giận dữ chi sắc, đạo. Đương nhiên là nhìn người A, à, thời gian ngàn năm, dung mạo không biến, như trước vẫn là đẹp như thế. Trần Mộc cười cười, miệng lưới chân chu, Siêu Linh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, mặc dù loại này A à, rua nịnh hót mà nói, hắn đã từ những người khác trong miệng nghe qua vô số lần, nhưng từ Trần Mộc trong. Miệng nói ra, nàng trong mắt đẹp vẫn mơ hồ có một chút hơi vui vẻ, chỉ là điểm này hơi vui vẻ, rất nhanh liền bị che giấu, một lần nữa trở nên lạnh như băng, một bộ dáng vẻ tránh xa người ngàn dặm. Nàng tại Trần Mộc bên người ngồi xuống, mùi thơm ngát phật tới, giống như là để cho khắp nơi đều nở hoa rồi. Tất nhiên ta đẹp như thế, người khi đó còn muốn vứt xuống ta, chính mình chạy đến thần vực đi lên. Siêu linh nguyệt tựa hồ đến bây giờ, đều vì Trần Mộc năm đó đi không từ giã mà cảm thấy bất mãn, trong mắt đẹp, ẩn ẩn lập lè một chút vẻ phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đó là sợ liên lụy ngươi, thần vực phía trên, cường giả như mây, cho dù là ta của năm đó, cũng không có tuyệt đối tự tin, có thể đủ sông ra thuận theo thiên địa. Trần Mộc có chút chột dạ đạo, hư, bớt đi, ngươi rõ ràng chính là chê ta thực lực yếu, sợ ta trở thành gánh nặng của ngươi. Diêu Linh Nguyệt gương mặt ửng đỏ, nghiến chặt hàm răng, tức giận đến thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy, trong mắt đẹp, trong lúc mơ hồ có một đoàn không nhẹ tiểu oán niệm. Ta thật không có, Trần Mộc lắc đầu cười khổ, ta mặc kệ, ngươi lần này nhất định phải mang theo ta, ngươi nếu là còn dám bỏ xuống ta, ta nhất định sẽ lại không tha thứ ngươi. Siêu Linh Nguyệt khẽ cắn răng, đôi mắt đẹp lập lòe vẻ ác liệt, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mộc ánh mắt. "Đúng, thương thế của ngươi ra sao? Phía trước nhìn ngươi bị thương nặng như vậy, ta còn thực sự lo lắng ngươi rơi xuống mầm bệnh gì đâu." Trần Mộc hỏi, "Ngươi bớt ở chỗ này nói sang chuyện khác, ta liền hỏi ngươi có nghe hay không?" Siêu Linh Nguyệt căn bản vốn không cho Trần Mộc bất kỳ bỏ qua một bên chủ đề cơ hội, ngôn từ kịch liệt ép sát mà đến. Trần Mộc không nói gì, Siêu Linh Nguyệt nhìn thấy Trần Mộc bộ dáng như vậy, tâm cũng gần như bể nát, linh lung thân thể mềm mại khẽ run cái kia trương diễm lệ tuyệt thế gương mặt cũng là trở nên hủy khuất lập tức ngồi liệt tại trần mộc trước mặt kia đối lưu ly li đôi mắt đẹp ẩn ẩn có một chút hơi nước ngưng tụ thành chợt nước mắt im lặng trượt xuống nữ tử bất lực tiếng nước nở chậm rãi truyền đến thanh âm không lớn cũng rất có lực xuyên thấu trực kích trần mộc sâu trong linh hồn trần mộc cười khổ một tiếng nói ta không biết ta có thể nghe thấy ta thề ta tuyệt đối sẽ không lại bỏ xuống ngươi nghe đến đó siêu linh nguyệt một lần nữa nâng lên chán nhoẻn miệng cười trong lúc nhất thời tất cả cánh hoa đều giống như ảm đạm phai mờ không còn mỹ lệ nàng tóc đen dương nhẹ trong mắt đẹp lập lòe vẻ hưng phấn thân thể mềm mại hướng về phía trước nhào tới trực tiếp là va vào trần mộc trong ngực đi làn gió thơm phật tới đầy trời đều giống như bay xuống lấy hoa đào tại vô tận óng ánh trong cánh hoa diêu linh nguyệt khuynh quốc khuynh thành nằm ở trần mộc trong ngực xi ngốc cười ngây ngô mái tóc đen nhánh da thịt nhược tuyết con mắt uẩn linh thú đẹp để cho người ta si mê ta liền biết ngươi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngươi vẫn là thích ta, đúng hay không, ngươi có phải hay không thích ta? Diêu Linh Nguyệt ép hỏi, đúng, ta thích ngươi, ta thừa nhận, ta thoải mái thừa nhận. Trần Mộc nở nụ cười, đạo, hảo, ta tiếp nhận ngươi đối ta ưa thích. Diêu Linh Nguyệt bây giờ vui vẻ giống như là một cái tiểu nữ sinh nhận được lễ vật tốt nhất giống như, tại Trần Mộc trong ngực tận tình dính nhau lấy. Ngươi trước đứng dậy, chúng ta dạng này không thích hợp, vạn nhất để cho người ta nhìn thấy. Trần Mộc khẽ cười nói, ta không, ta liền không nổi. Diêu Linh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt đẹp lập lè mấy phần dí dỏm hương vị. Cảm thụ được Diêu Linh Nguyệt mùi thơm trên người, lại bởi vì nàng bóng loáng nhẫn nhụi ra thịt pha nhau, cơ thể của Trần Mộc cũng không tự chủ bắt đầu sinh ra một chút bản năng phản ứng. Còn tại trong vui vẻ Diêu, Linh Nguyệt giống như là phát giác, cái kia trương nghỉ duyệt gương mặt, hơi có chút cứng ngắc, cúi đầu xuống liếc mắt nhìn Trần Mộc. Tiểu Lưu manh, Diêu Linh Nguyệt nhếch miệng, khuynh quốc huynh thành gương mặt xinh đẹp có một vòng khói hà cùng ửng đỏ chính ngươi có bao nhiêu mị lực chính ngươi không biết sao cái này cũng có thể trách ta trần mộc cười khổ một tiếng hơi có chút im lặng ngươi có phải hay không rất mong muốn ta siêu linh nguyệt môi đỏ hé mở cái kia trương hoàn mỹ không tỉ vết gương mặt gần như chống đỡ đến trần mộc trước mặt gương mặt lộ ra mê người ý cười lông mi hơi hơi chớp động giống như là hai cái con bướm cánh bướm giống như tràn đầy mỹ cảm tiên tử ngươi có thể hay không đừng dựa vào gần như vậy ta sợ ta thật sự khống chế không chỉ ta chính mình liền đem ngươi ăn hết Trần Mộc nâng lên hạ hạm của nàng, trêu chọc nói. Phải không, người có đối với ta cứ như vậy mê sao, ta còn thực sự muốn thử xem. Diêu Linh Nguyệt khóe miệng nhắc lên một vòng cười khẽ đường cong, cái kia đường cong động lòng người thân thể mềm mại hoàn mỹ, dán vào lấy Trần Mộc, gương mặt ửng đỏ càng lúc càng nồng nặc, mơ hồ trong đó còn có một tia tùy ý cùng phách lối. Trong mắt Trần Mộc gần như muốn phun ra lửa giống như, đột nhiên, hai tay của hắn vòng lấy Diêu Linh Nguyệt tiểu liễu eo, xoay người ở giữa, liền đem nàng hạ xuống phía dưới. Diêu Linh Nguyệt dáng người, gọi là kinh tâm động phách, duyên dáng ngọc thể hiện ra một đạo đường cong hoàn mỹ, có lồi có lõm, giống như thượng thiên chú tâm điêu khắc qua tác phẩm nghệ thuật, thiên kiều bá mị, lại giống như cửu thiên tiên khuyết thánh nữ, không dính khói lửa trần gian, tịnh liên xuất trần. Trần Mộc, Diêu linh nguyệt đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trần Mộc, tiếng như tơ mỏng, nhẹ nhàng mà véo von, đôi mắt đẹp sóng nước lấp loáng, mơ hồ trong đó, còn có một tia mê ly chi sắc, tươi đẹp môi đỏ vô cùng gợi cảm, có điên đảo chúng sinh chi thái. Nhìn thấy Diêu Linh Nguyệt như vậy mê người vưu vật tư thái, Trần Mục chỉ cảm thấy cơ thể hình như có một đám lửa đang thiêu đốt giống như bản năng của nam nhân phản ứng, để cho hô hấp của hắn đều biến thành ồ ồ, hắn xé rách diêu linh nguyệt trên người cái kia một kiện nhẹ như cánh ve lụa trắng váy. Trong chốc lát, giống như trắng mơ mỹ ngọc một dạng hoàn mỹ đồng thể, liền lộ ra ở trước mắt của hắn. Giờ khắc này diêu linh nguyệt, đơn giản giống như là cửu thiên thánh nữ bị đích thân hắn kéo xuống phạm trần giống như, nàng mỗi một tấc da thịt, đều bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thấm hương từng trận, tràn đầy khí tức thánh khiết để cho người ta rất có một loại mãnh liệt khinh nhờn chinh phục dục siêu linh nguyệt dường như có thể đủ cảm nhận được trần mộc trên người dục vọng cùng thô trọng tiếng thở dốc trong đôi mắt đẹp mơ hồ trong đó có một chút bối rối dãy dụa muốn đứng lên nhưng mà trần mộc sức mạnh làm sao nó lớn thật chặt chế chỗ lấy hai cánh tay của nàng lồng ngực đối với lồng ngực cơ hồ dán vào trước mặt giữa hai người đều có thể cảm nhận được giữa hai bên chỗ phun ra gấp rút hô hấp siêu linh nguyệt thần sắc mới đầu có chút bối rối nhưng một lát sau nàng tự hồ cũng biến thành thản nhiên không phản kháng nữa linh lung hoàn mỹ đồng thể cứ như vậy lộ ra ở trần mộc dưới thân môi nàng sừng chậm rãi nhấc lên một vòng cười khẽ đường cong miệng phun hương thơm hương khí đôi mắt đẹp mê ly nói tiểu đệ đệ người nhất định phải ở đây sao vạn nhất bị người phát hiện nhưng là không tốt lắm a à? ta chỉ cần bố trí xuống một đạo che chắn người khác là không nhìn thấy chúng ta trần mộc nhếch miệng cười nói lấy thực lực của hắn bây giờ bố trí xuống một đạo kết giới cách trở đi người khác thần thức hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sửa tình nhưng mà diêu linh nguyệt cũng nhẹ nhàng lay động đầu nàng đưa tay sờ lấy trần mộc gương mặt ý cười như hoa vậy cũng không được ta cũng không muốn bây giờ liền bị ngươi ăn hết vì cái gì trần mộc nhếch miệng lên một vòng đường cong con mắt màu đen cùng nàng kia đối giống như vào ở mọi âm thanh tinh thần lưu ly đôi mắt đẹp nhìn nhau trong mắt hỏa diễm càng hừng hực đứng lên vạn nhất ngươi về sau đi thần vực vứt xuống ta làm sao bây giờ ngươi ăn ta tiếp đó lại chạy vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn diêu linh nguyệt cười nói ngươi như thế không tin ta trần mộc hỏi ta tin tưởng ngươi a à, bất quá lại chậm rãi được không diêu linh nguyệt chân thành đôi mắt đẹp nhìn xem trần mộc ánh mắt của nàng rất sáng càng có loại hơn làm cho không người nào có thể cự tuyệt mị lực của nàng trần mộc cười nhạt một tiếng tất nhiên không thể bây giờ liền ăn hết ngươi vậy thì cho điểm lợi tức a à. hắn vung tay lên trực tiếp ở chung quanh bày ra một đạo kết giới chợt hắn tự tay nắm ở diêu linh nguyệt tiêm mảnh mà mượt mà bờ eo thon gần sát đến trước mặt, cúi đầu khắc ở nàng cái kia tiên diễm mà đôi môi đỏ hồng chỗ. Ô, giờ khắc này, Diêu Linh Nguyệt hoàn mỹ mà mềm mại đồng thể, tại hơi hơi giấy ruộng, như thủy xà giống như bãi động, vốn lấy trần mục thực lực hôm nay, nàng lại như thế nào tránh thoát được. Chỉ chốc lát sau, nàng liền thân thể mềm mại mềm nhũn ra, mềm mại chiếc lưỡi thơm tho giống như một tấc cánh hoa giống như, nhậm trần mục tham lam hấp thu, hai người giữa răng môi giao dung cảm thụ được đối phương hơi thở ở giữa dồn dập thổ nạp rất nhanh liền cùng một chỗ đắm chìm trong trong đó Thẳng đến hồi lâu sau, Trần Mộc mới lưu luyến không rời từ Diêu Linh Nguyệt đôi môi ở giữa rời, đưa tay chậm rãi lau đi khóe miệng một chút óng ánh chất lỏng, hài lòng nở nụ cười, không tệ, rất thơm. Diêu Linh Nguyệt nhưng là giống một đoàn thủy bàn, sụi lơ trên mặt đất, trong hơi thở hô hấp có chút gấp gấp rút, con mắt mê ly, cơ thể óng ánh, giống như là rơi vào phàm trần thánh nữ, cao quý thánh khiết, nhưng lại bị người hung hăng tiết độc một phen. Trần Mộc nhìn xem Diêu Linh Nguyệt hoàn mỹ đồng thể, bản năng của nam nhân phản ứng, để cho hắn hoàn toàn sắc không cách nào tự kiềm chế. Diêu Linh Nguyệt có thể đủ cảm thấy Trần Mộc trên người phản ứng mãnh liệt, thân thể mềm mại ẩn ẩn run rẩy, thon dài trắng noãn đùi ngọc, càng là ít nhiều có chút không quá không bị ràng buộc. Rất nhanh, Diêu Linh Nguyệt đôi mắt đẹp một lần nữa chừng mắt liếc Trần Mộc, một màn kia phong tình đủ để cho trăm hoa thất sắc, đáy mắt mông lung, chiêu tức cười nói tiểu nam nhân, còn không có nhấm nháp đủ sao? Nếu không thì, bây giờ liền đến một hồi, biết gốc biết dễ, đọ sức. Trần Mộc cười nói, nghe nói như thế, Diêu Linh Nguyệt bất giác cảm thấy có chút buồn cười, nàng tức giận trợn nhìn nhìn Trần Mộc một mắt, nói, lui ra, ta mới không cho ngươi đây. Nàng tránh thoát cơ thể Trần Mộc, chậm rãi bỏ lên, tiếp lấy quay người lại, một kiện mới tinh y phục liền xuyên ở trên người mình. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Trần Mộc trước người, tại lỗ tai hắn phía trước nhẹ giọng nói, đừng nóng vội, ta cũng không phải không cho ngươi, bất quá, phải đợi đến ngươi dẫn ta thượng thần vực sau đó, nếu không, ngươi nếu là muốn ta, tiếp đó lại chạy, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Nàng nhẹ nhàng tại Trần Mộc trên mặt hôn một ngụm, lúc này mới thân thể mềm mại khẽ động, hóa thành một vệt sáng, cực tốt thoát đi hiện trường. Nhìn xem Diêu Linh Nguyệt rời đi bóng hình xinh đẹp, Trần Mục lắc đầu nở nụ cười, nội tâm dục vọng, trong lúc mơ hồ, vẫn còn có chút khó mà tiêu trừ, hắn thật đúng là muốn thử xem, đem đoán này danh chấn thiên vũ đại lục đệ nhất hoa khôi mỹ nhân, tự tay lấy xuống, lại là một hồi dạng gì kinh tâm động phách, hình ảnh. Bây giờ, hắn cũng không thể không thừa nhận, Diêu Linh. Nguyệt Minh con mắt sang trắng, suốt trần thánh khiết, giống như cửu thiên thánh nữ thanh lãnh khí chất, Thật sự đối với nam nhân có 12 phần lực sát thương, liền hắn đều có chút nhớ xem Diêu Linh Nguyệt loại kia, phiêu phiêu muốn chất, biểu tình. Cấp độ kia tư vị, này đáng chất nam nhân chinh phục dục a, à, ta loại này có đức độ người, sao có thể làm ra loại này chuyện cầm thú đâu. Trần Mộc đối với chính mình thầm mắng một tiếng, bỏ rơi trong đầu phi bình thường ý nghĩ, tiếp lấy, hắn cũng rời đi Tinh Phong. Thái Huyền Phong chủ phong, tiên khí lượn lờ, trời quang mây tạnh, trải qua trước đây đại lục chi kiếp sau, đây là ngoại trừ Tinh Phong, bảo tồn coi như hoàn hảo địa phương phóng tầm mắt nhìn tới ở đây tử khí bừng bừng khắp thiên tường mây linh khí mờ mịt tuy có mấy chỗ cung điện gặp nghiêm trọng phá hư nhưng xem như vũ hóa thần môn đệ nhất đại phong ở đây vẫn như cũ xanh biết chi sắc khắp nơi có thủy thải vạn đạo vận may tề thiên chủ điện bên trong một chỗ vô số huyền bí chân bảo sở kiến xây mà thành ngọc đài trên bị chân một bọn người mang về tông môn triệu điệp nhi cuối cùng là chậm rãi mở ra hai con ngươi đập vào mắt thời điểm nàng mờ mịt phát hiện tự mình tới đến một chỗ địa phương xa lạ Bản năng sát thủ phản ứng, để cho nàng lập tức bỏ lên. Nhưng có lẽ là thương thế còn chưa khỏi hẳn, lập tức lại mắng nhiếc, thanh thuần gương mặt có một tia khó chịu chi dạng. "Ngươi tỉnh rồi, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, tốt nhất vẫn là nằm trước a." Một đạo nam tử trung niên thanh âm hùng hậu truyền đến. Triệu Điệp nhi gương mặt liền giật mình, ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện một đạo xa lạ nam tử trung niên đã đứng ở trước mặt của nàng, dáng vẻ đường đường, tản ra nho nhã khí chất, mặt nở nụ cười, trong tay còn cầm một cái không biết tên mượt mà đan dược. Ngươi là, triệu điệp nhi lộ ra vẻ nghi hoặc, rất nhanh, nàng cũng cảm giác trong đầu một hồi hỗn độn cùng đau nhức, chỉ nhớ quen thuộc giống như dòng lũ giống như, lại độ vét sạch đi lên, nàng mới nhớ tới, phía trước tại yên vũ lâu bên trong liễu kình thương đối với nàng ám sát. Nàng vội vàng kiểm tra một hồi thân thể của mình, phát hiện mình phía trước bị đâm xuống vết thương, đều bị một đầu tinh khiết màu trắng sa mang cho vây lại, sa mang bên trong bao khỏa là một chút không biết tên linh dược, những linh dược này đều bị nhu toái, cùng vết thương dán vào lấy chuyển đến từng trận thoải mái thanh lương cảm giác, để cho nàng giảm thiểu rất nhiều đau đớn. Cùng lúc đó, nàng có thể phát giác được chính mình ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng lấy được rất tốt trị liệu, lực lượng của thân thể cũng khôi phục rất nhiều. Nhưng mà, nàng phía trước món kia mang theo vết mấu y phục đều đã bị người đã đổi, dùng chính là trong vũ hóa thần môn nữ đệ tử trang phục. Không nên hiểu lầm, vết thương người băng bó là bối ấu vi cho ngươi xử lý, trên người ngươi y phục cũng là nàng cho ngươi xử lý. Cổ Nguyên giải thích một câu, bối ấu vi, vũ hóa thần môn, triệu điệp nhi nhìn chung quanh một chút, thế mới biết, tự mình tới đến một chỗ địa phương nào, nàng không nghĩ tới, chính mình hôn mê sau đó, cư nhiên bị vũ hóa thần môn người mang về. Chỉ có điều, gò má nàng cũng không có lộ ra cái gì vẻ cao hứng, ngược lại còn gương mặt ngưng trọng, bởi vì vũ hóa thần môn xem như bọn hắn yên vũ lâu đối thủ một mất một còn. Ngày bình thường, giữa song phương cũng không ít từng tiến hành sinh tử chi chiến, cho nên đối với nàng mà nói, được đưa tới vũ hóa thần môn tới, tuyệt đối không tính là chuyện gì tốt. Ngươi là ai? Triệu Điệp Nhi ánh mắt cảnh giác nhìn xem cổ nguyên, hỏi ta là vũ hóa thần môn cử phẩm luyện dược sư, tên là cổ nguyên, ngươi kêu ta cổ đại sư liền tốt. cổ nguyên mỉm cười, coi là ôn tồn lễ độ, phản phất một cái phổ thông y sư giống như, cũng không có bởi vì chính mình cử phẩm luyện dược sư cao quý thân phận mà có bất kỳ sĩ diện giá đỡ. cổ nguyên, ngươi là cổ nguyên, triệu điệp nhi đôi mắt đẹp hơi hơi mở to một chút, xem như vũ hóa thần môn đệ nhất luyện dược sư, nàng như thế nào lại lạ lắm, dù sao phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục cử phẩm luyện dược sư đã là cao cấp nhất. Cổ Nguyên gật gật đầu, cười nói: "Vết thương trên người của ngươi còn chưa khỏi hẳn, cái này Thiên Sơn Tuyết Liên Đan là ta luyện chế, ngươi nếu là tin lời của ta, có thể đem nó ăn vào, đối ngươi thương thế có trợ giúp." Hắn giơ tay liền đem trong tay một viên kia màu xanh đậm mượt mà đan dược đưa tới, viên đan dược này đã là thuộc về bát phẩm linh đan, hắn dược lực tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là cầm trong tay, đều có từng sợi mùi thuốc nồng nặc chi khí tràn ngập ra, đem trọn gian phòng ốc đều bao trùm. Triệu Điệp Nhi tiếp nhận đan dược, nhưng không có lập tức ăn vào mà là tiếp tục hỏi là ngươi đã cứu ta phải không không phải ta cổ nguyên lắc đầu nghe vậy triệu điệp nhi gương mặt khẽ giật mình Môi đỏ hé mở tựa hồ vừa định lại tiếp tục hỏi thăm thứ gì nhưng lúc này một đạo trong suốt thanh niên âm thanh đột nhiên vang lên nha ngươi tỉnh rồi triệu điệp nhi dư mắt hướng bên kia cửa điện phương hướng nhìn lại phát hiện trần mộc cùng bối ấu vi hai người cùng nhau đi đến bối ấu vi thần sắc hờ hứng sau khi nhìn thấy triệu điệp nhi thức tỉnh kia đối lưu ly đôi mắt đẹp cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên triệu điệp nhi Đối với Minh Vương cái này khi xưa địch nhân, nàng thực sự không gọi được đối với nàng có hảo cảm gì, bất quá, nàng cũng biết Triệu Điệp Nhi đồng dạng là một người cơ khổ, cho đến tận này, nàng làm hết thảy cũng chỉ là thụ mệnh tại người, cũng không có nhiều đối với nàng tái sinh sát tâm. Trần Mộc Nhưng là hai con người hơi hơi nheo lại, khóe miệng nhấc lên một vòng như có như không nụ cười, mở miệng nói, ngươi xem như mạng lớn, liễu kình thương không có đánh nát ngươi linh đài, bằng không mà nói, liền xem như cổ nguyên đại sư có bản lĩnh thông thiên, đều không cứu được ngươi. Ngươi như thế nào tại cái này? Triệu Điệp Nhi vừa thấy được Trần Mộc liền giận, thanh lệ đảm nhã gương mặt, lộ ra một vòng bất thiện, đối với phía trước Trần Mộc đối với hắn làm ra một loạt hành động lưu manh, nàng đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, đây chính là một tổng hội chiếm chính mình tiện nghi tiểu sắc đồ. Đây là vũ hóa thần môn, ta là nơi này đệ tử, ta tự nhiên ở đây, huống hồ, người cũng là ta mang về, xem như ân nhân cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta điểm cảm tạ sao? Trần Mộc lắc đầu nở nụ cười, đạo, ngươi, Triệu Điệp Nhi nở nụ cười lạnh, nàng mấy lần muốn rớt đối phương, kết quả đều rất không thành, đối với mình địch nhân, Trần Mộc sẽ hảo tâm như vậy cứu mình, Triệu Điệp Nhi nội tâm rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Phát giác được Triệu Điệp Nhi thái độ, bối ấu vì đại mi trao lên, thần sắc ít nhiều có chút không vui, nói Triệu Điệp Nhi, Trần Mộc không có nói sai, đúng là hắn cứu được ngươi. Chúng ta là đang tấn công yên vũ lâu lúc, tại một chỗ trong sân phát hiện ngươi, lúc đó ngươi chỉ có một ngụm dư khí mà thôi, các trưởng lão ngay từ đầu là động sát tâm. Muốn đem ngươi cùng nhau giải quyết đi, dù sao ngươi cũng là vì yên vũ lâu bán mạng người nhưng cuối cùng vẫn là trần mộc mở miệng bảo vệ ngươi hắn đúng là ân nhân cứu mạng của ngươi đến nỗi trên người ngươi y phục cũng là ta tự mình đổi miệng vết thương của ngươi cũng là ta băng bó nghe vậy triệu điệp nhi sắc mặt biến thành giật mình ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái rõ ràng cũng là không nghĩ tới người cứu nàng không phải yên vũ lâu bất luận kẻ nào ngược lại là trần Mộc cái này nàng một lòng muốn rất người đem nàng mang về người thân nhất ngược lại một lòng muốn mạng của mình chính mình muốn rất người ngược lại cuối cùng cứu được hắn, thế gian, chính là như vậy châm chọc cùng cổ quái. Triệu Điệp Nhi lắc đầu, không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương. Chuyện này, cảm ơn ngươi, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Triệu Điệp Nhi nhìn về phía bối ấu vi, nói khẽ. Báo đáp cũng không cần, ta cũng là nhận ủy thác của người. Bối ấu vi nói, đến nỗi chịu ai nhờ, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều có thể nghe được. Nghe vậy, Triệu Điệp Nhi đôi mắt đẹp lúc này mới mang một chút vẻ phức tạp nhìn về phía Trần Mộc, đối với cái này vừa hận vừa bất đắc dĩ nam nhân, nội tâm của nàng ít nhiều có chút không biết làm sao, bởi vì lúc trước một mực ám sát Trần Mộc không thành, ngược lại bị Trần Mộc chiếm không thiếu tiện nghi, cái này liền để nội tâm của nàng cực độ không thoải mái. Mà bây giờ, chính mình lại bị Trần Mộc cứu, cái này khiến nàng không biết nên như thế nào mới tốt nữa. Trần Mộc nhìn thấy đối phương thần sắc, cũng hiểu biết nàng nghĩ đến thứ gì, khuôn mặt thanh tú mặt không biểu tình, chỉ là đột nhiên ném ra một cái ngọc hộp gấm tử. Triệu Điệp nhi kinh ngạc một chút, vội vàng đón lấy, nàng xem một mắt trần mộc, gương mặt lộ ra một chút vẻ cổ quái, nàng mở ra ngọc hộp gấm tử, phát hiện, hộp ngọc mặc dù bình thường, nhưng bên trong vậy mà để một cái màu đen ấn phù. Màu đen ấn phù, giống như là một loại nào đó thời kỳ thượng cổ sản phẩm giống như, quang văn dày đặc, phức tạp huyền bí, dường như ẩn chứa thần bí gì phát tác ba động, làm cho tâm thần người cũng nhịn không được đi theo nhuộn nhạo. Cái này màu đen ấn phù, nàng không thể quen thuộc hơn nữa, chính là hắc ám thần linh ấn. Ngươi Triệu Điệp Nhi nâng lên chán, có chút khiếp sợ nhìn về phía Trần Mộc. Nàng nhớ kỹ, chính mình hắc ám thần linh ấn không phải đã bị liếu kình thương cướp đi sao? Như thế nào bây giờ sẽ rơi xuống Trần Mộc trong tay, hơn nữa còn như thế thoải mái liền ném tới, giống như là không chút đem cái này thần linh ấn không coi vào đâu bộ dáng. Tại ngươi đã hôn mê sau, xảy ra rất nhiều chuyện, những chuyện này đợi lát nữa cổ nguyên đại sư biết nói cho ngươi nghe, đến nỗi cái này hắc ám thần linh ấn, ngươi trước tiên nhận lấy tới, đợi ngươi thương thế khôi phục sau, đem nó một lần nữa dung nhập trong cơ thể của mình trần mộc hờ hững nói nghe vậy triệu điệp nhi nắm hộp gấm thon dài tay ngọc cũng không khỏi thoáng dùng sức cái kia trương thanh thuần đẹp như không gì sánh được khuynh thành gương mặt có một tia hoang mang cùng không hiểu nàng không biết trần mộc đến tột cùng đến cùng ôm cái mục đích gì đây cũng là cứu mình lại là trả lại hát ám thần linh ấn chuỗi này cách làm đều để nàng có chút nội tâm luống cuống chẳng lẽ cái này tiểu sắc phôi thật là vừa ý chính mình nghỉ ngơi thật khỏe một chút ga Trần Mộc nói khẽ, hắn không để ý đến Triệu Điệp Nhi nội tâm não bổ, quay người ở giữa, hướng về cổ nguyên tôn kính ôm quyền, liền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ở bên cạnh hắn bồi ấu vi, đồng dạng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Triệu Điệp Nhi, mặt không biểu tình, nhìn không ra tâm tình gì, hướng về cổ nguyên đại sư cung kính thi lễ một cái sau, liền đi theo Trần Mộc hậu phương, dự định rời đi. Nhưng lúc này, Triệu Điệp Nhi trong mắt đẹp lướt qua một vòng xoắn suýt chi sắc, cắn cắn răng ngà sau, vẫn là nâng lên chán, lo lắng nói trước chờ phía dưới. Trần Mộc cùng bối ấu vì ngừng hạ cước bộ, lãnh đạm quay đầu lại, nhìn xem nàng. Bài, bài tôn, hắn thế nào? Bây giờ, đã thấy Triệu Điệp Nhi một cái dễ nhìn giống như mỡ dê ngưng ngọc giống như bóng loáng trắng nõn tay ngọc, đang quá mức dùng sức nắm lấy chính mình thanh bích sắc mép váy, cái kia trương xuất trần tuyệt sắc, giống như một gốc thanh liên giống như không dính bụi trần động lòng người gương mặt, chậm rãi giơ lên, lộ ra vô cùng thần. Sắc khẩn trương, hỏi, hỏi xong lời nói sau đó, nàng cũng có chút xấu hổ cúi đầu, uyển chuyển tuyệt sắc thân thể mềm mại, nhỏ xíu run rẩy có một vòng yếu đuối nàng biết lúc này nàng hẳn là vô cùng cừu hận rất nàng phản bội nàng liếu kình thương thậm chí là muốn tự tay rất đối phương mới đúng nhưng mà chẳng biết tại sao nội tâm của nàng chỗ sâu nhiều ít vẫn là nhớ vị kia nuôi dưỡng nàng lớn lên nàng mà nói như thầy như cha giống như ân trọng nam nhân như núi Bồi ấu vi nhìn về phía trần mộc cổ nguyên trong mắt cũng là lộ ra một tia phức tạp người không phải cỏ cây cho dù là người thân nhất phản bội chính mình nhiều ít vẫn là sẽ trong lúc nhất thời khó mà dứt bỏ phần ân tình này, cái này cũng không ngoài ý muốn, huống chi, là liễu kình thương nuôi dưỡng nàng lớn lên, đồng thời dạy cho nàng tất cả bản lĩnh. Hắn chất, ta tự tay tiến hắn lên Tây Thiên, Trần Mộc Hờ hững nói, hắn mà nói, tranh tranh băng lãnh, không có bất kỳ cái gì ái náy. Nghe vậy, triệu điệp nhi linh lung một dạng thân thể mềm mại, hung hăng run một cái, cuối cùng vùi đầu xuống, không biết là buồn hay là vui. Hắn nếu chỉ là yên vũ lâu lâu chủ thì cũng thôi đi, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, cấu kết hiêu tộc lừa rất nhân tộc ức vạn sinh linh, cho nên, hắn chết không hết tội. Trần Mộc lại nói, tiếp lấy, hắn cũng không có lại dừng lại, trực tiếp đi ra tòa đại điện này, trong mắt bồi ấu vi cũng không có mảy may thông cảm, đồng dạng đi theo phía sau hắn rời khỏi nơi này. Điệp nhi cô nương, người còn tốt chứ? Cổ nguyên đại sư nhẹ giọng hỏi, không khí trầm mặc kéo dài một hồi, triệu điệp nhi liền ngừng đầu, trong mắt tiếc núi cùng cừu hận cái gì, đều tan thành mây khói, nàng nhoèn miệng cười, giống như đầy trời đám mây đều hội tụ ở bên cạnh nàng giống như, tràn đầy một loại dương quang ta không sao cảm ơn ngươi cổ nguyên đại sư bụi về với bụi đất về với đất từ hắn dắt ta vào cái ngày đó lên mệnh của ta liền đã còn cho hắn từ nay về sau ta là ta hắn là hắn giữa chúng ta lại không bất luận cái gì liên quan triệu điệp nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà như đinh chớm sắt đạo nghe vậy cổ nguyên đại sư hơi sướng sờ tiếp lấy vừa mới khẽ nở nụ cười hắn còn tưởng rằng triệu điệp nhi lại bởi vậy mà thương tâm một đoạn thời gian đâu chưa từng nghĩ, trước mắt thiếu nữ này, cuối cùng không phải cái gì phàm nhân, nàng có rất mạnh giác ngộ, càng không có cái gì thánh mẫu tâm. Cổ nguyên tiền bối, gần nhất đều chuyện gì xảy ra, ngài có thể nói cho ta nghe một chút sao? Triệu Điệp Nhi đối với cổ nguyên rất tôn kính, ôm quyền hỏi. Hảo, cổ nguyên cười cười, cũng là đem đại lục chi chiến phát sinh hết thảy đi qua, rõ ràng mười mươi nói ra. Phải, cùng trong lúc nhất thời, Trần Mộc cùng bối ấu vi đi ra Thái huyền phong chủ điện sau, Trần Mộc liền đối với bối ấu vi nói, bối sư tỷ, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi giúp đỡ Bồi ấu vi nhẹ nhàng nở nụ cười so với triệu điệp nhi nàng cũng đồng dạng là một vị tư sắc phi phàm nữ tử chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp nổi lên óng ánh sáng bóng phát ra thanh viền giống như ngọt ngào tiếng cười khẽ tiểu sư đệ người đây là coi trọng nàng sao sư tỷ ngươi nghĩ gì đây trần mộc im lặng đạo hắn thân thể hiện tại mặc dù huyết khí phương cương nhưng còn không có đạt đến gặp một cái yêu một cái trình độ triệu điệp nhi vẫn là rất xinh đẹp cho dù là toàn bộ trung thổ thần châu nàng tư sắc cũng là xếp hạng đỉnh tiêm cấp độ, sư tỷ vẫn là rất ủng hộ ngươi, đem nàng ăn hết. Bối ấu vi khẽ cười nói, trong suốt đôi mắt đẹp, toát ra một chút hưng phấn chi dạng. Trần Mộc xấu hổ, nàng không nghĩ tới, bối ấu vi tại trên nam nữ chuyện bát quái, thế mà để ý như vậy. Chỉ cần ngươi mở miệng, sư tỷ chắc chắn giúp ngươi, lấy nàng trước mắt trạng thái, sư tỷ cam đoan ngày thứ hai là có thể đem nàng đưa đến trên. Dường của ngươi đi, bối ấu vi cười nói, cùng triệu điệp nhi thanh thuần đạm nhã khí chất hoàn toàn khác biệt, bối ấu vi càng giống là một cái ôn huyền tỉ tỉ giống như vô luận là cái kia xem thường thì thầm hay là cái kia như ngày xuân dương quang một dạng ấm áp nụ cười đều để người cảm thấy ôn nhuận như ngọc trong lúc vô hình kéo gần lại không thiếu khoảng cách ha ha không cần trần mộc nhếch mép một cái hồi đáp tiếp lấy hắn dường như nghĩ tới thứ gì ngoạn vị cười nói nếu là ta mong muốn là bối sư tỷ ngươi đây bối ấu vi ngẩn người nhưng rất nhanh nàng liền phát giác trần mộc khóe miệng rảo hoạt nụ cười không khỏi cười một tiếng lấy thanh tịnh dễ nghe thanh âm mở miệng nói tiểu sư đệ nếu là muốn lời của sư tỷ cái kia sư tỷ đêm nay cũng chỉ phải lấy thân báo đáp cùng ngươi trải qua một cái ban đêm tốt đẹp đi quấy dày, cáo từ nghe đến đó chân mộc chạy trôi chất không chơi nổi các nàng cũng là ép người không nhả xương tiểu yêu tinh tinh phong một chỗ vùng ngoại ô bên trong màu xanh lá cây bãi cỏ tựa như mềm mại thảm giống như trải ra tại dưới chân mấy đóa hoa giải tô điểm tại trong bụi cỏ tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt ở đây không có cái gì mỹ lệ cảnh trí càng không có cái gì linh tú tiên căn liền cùng hoang sơn dã lĩnh không hề khác gì nhau, bụi gai khắp nơi. Mặc một bộ váy đen a lộ, liền cùng thông thường 8 tuổi tiểu nữ hài giống như, có một vòng không bị thế tục ô nhiễm tuần chân chi khí. Nàng cùng Lê Tuyết ngồi quanh ở một chỗ trong đất hoang, hai người cùng nhấc lên một đống lửa, củi lửa ở dưới đáy thiêu đốt, đống lửa tại trong gió nhẹ chập trờn, tia lửa tung tóe, mà tại trên đống lửa còn nhấc lên một cái mập mà tươi non lớn gà rừng. Lê Tuyết cùng A Lộ hai người, ngồi ở trước đống lửa, đáy mắt đều tràn đầy một tia hưng phấn, A lộ thỉnh thoảng lật qua lật lại gà rừng, để nó tại trên đống lửa đều đều bị nóng, hỏa diễm liếm qua thịt gà, phát ra thanh âm tê tê, mùi thịt bốn phía. Giữa thiên địa, vân đạm phong khinh, chung quanh là tĩnh mịch vùng đồng nội, chỉ có đống lửa tiếng tí tách cùng xa xa côn trùng kêu vang ở bên tai quanh quẩn. A lộ, cái này gà nướng đều nướng đã lâu như vậy, có thể ăn chưa? Lê Tuyết cái kia trong suốt trong mắt vẫn luôn không ngừng đang thả quang, gà rừng nướng mùi thơm để cho nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, giống như là một cái tham ăn mèo con giống như, khả ái đến cực điểm. Còn không có đâu, nướng đến còn chưa đủ quen, chờ một chút. A lộ nắm một cây sen kẽ tại giã gà bên trong thân cây, không ngừng lật qua lật lại, thỉnh thoảng còn có thể thêm một chút gia vị tề ở phía trên, trải qua một đoạn thời gian nướng, gà rừng vỏ ngoài trở nên kim hoàng mà xốp giòn, hương khí tràn ngập toàn bộ vùng đồng nội, để cho vô số chim thước đều nghe hương vị, đứng tại trên ngọn cây. Có lẽ ai cũng không thể nghĩ đến, tại toàn bộ vũ hóa thần môn bên trong, cũng chỉ có lê tuyết cái này thiên chân khả ái tiểu nữ hải mới dám cùng A lộ chơi cùng một chỗ, đổi lại là bất kỳ người nào khác một khi nhìn thấy a lộ xuất hiện đều mong tránh được xa xa nơi nào còn dám tới gần a lộ cái này hỏa có phải hay không không đủ vượng a lê tuyết đang cấp a lộ phụ một tay thỉnh thoảng liền hướng về trong đống lửa ném vào một chút củi lửa làm cho hỏa diếm thiêu đến càng thêm sáng tỏ cùng hừng hực đứng lên a tuyết trước tiên đừng tiếp tục thêm hỏa hỏa diếm quá vượng mà nói rất dễ dàng liền sẽ đem gà nướng đốt rơi mất đến lúc đó liền ăn không ngon a lộ khuyên nhủ ngẫu lê tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu rất nghe A Lộ lời nói. Nàng mặc dù không hiểu ở trong đó kỹ nghệ, nhưng thấy đến cái này nướng thịt đã bị nướng đến kim hoàng bóng loáng, tươi non nhiều chất lỏng lúc, trong mắt nàng đúng A Lộ sùng bái thì càng đựng mấy phần. A Lộ, người thật lợi hại, cái gì? Cũng biết, Lê Tuyết hướng về phía A Lộ mốc ngốc, ngốc nở nụ cười. Đối với A Lộ cái gì thánh nhân thân phận các loại, nàng hết thảy đều không biết, liền xem như biết, cũng không đại biểu được cái gì, trong lòng nàng. A lộ có thể làm ra ăn ngon như vậy gà nướng, đó chính là toàn bộ vũ hóa thần môn người lợi hại nhất. A Tuyết, ngoan, đợi lát nữa liền tốt a. À. A Lộ sờ lên Lê Tuyết cái đầu nhỏ, cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trứng có một vòng cương chiều. Hi hi, hảo, Lê Tuyết lại đổ cười ngây ngô vài tiếng, dùng cái đầu nhỏ tại A Lộ trong ngực cọ sát, quan hệ của hai người, thân mật giống như là thân sinh tỉ muội giống như, để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Trong rừng cây nhỏ, Vân Đạm Phong khinh, bầu trời hiện ra nhàn nhạt màu lam, ngẫu nhiên có mấy đóa mây trắng toát màu nhàn nhã thổi qua, dương quang xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào rộng lớn đại địa bên trên vì vạn vật phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng óng hai tiểu nữ hài cứ như vậy ngồi xếp bằng nướng gà rừng cười cười nói nói bầu không khí vô cùng hòa thuận giống như thời gian đều trở nên chậm lại mà đột nhiên một đạo ánh sáng óng ánh ảnh từ trên đường chân trời cực nhanh mà đến hạ xuống bên cạnh hai người mùi vị kia cũng quá thơm nghĩ không ra các người vụng trộm trốn ở chỗ này làm gà nướng thế mà cũng không bảo cho ta một tiếng thật là không có nghĩa khí a à phong lê tuyết nâng lên chán nhìn thấy người đến người sau, cái kia trương giống như như búp bê tinh xảo gương mặt đáng yêu bên trên, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bước chân nhỏ mấy bước lướt đi, liền trực tiếp nhào vào Trần Mộc trong ngực đi. Nghe tổ gia gia nói người bị thương, ta đều không dám đi tìm ngươi, ngươi bây giờ thế nào? Lê Tuyết lo lắng hỏi, Trần Mộc sờ lên đầu nhỏ của nàng, ôn hòa cười nói, ta đây không phải không có việc gì đi, không cần lại thay ta lo lắng, ngoan. Nha, cùng ngươi tiểu tình nhân, đã xong việc sao? A à, lộ ánh mắt cũng lườm tới, chỉ là kia đối đen ngọc thô một dạng trong con ngươi lại ngậm lấy một vòng quỷ dị cười xấu xa trần mộc xấu hổ lúc trước hắn tại tinh trên đỉnh cùng diêu lĩnh nguyệt cùng một chỗ lúc bố trí xuống kết giới có lẽ có thể đủ che đậy lại toàn bộ thiên vũ đại lục tất cả mọi người thần thức nhưng tuyệt đối không thể gạt được a lộ nghĩ không ra lão nhân ra ngài cũng như thế thích nghe bát quái a trần mộc trêu tức nở nụ cười ai nguyện ý nhìn ngươi những cái kia phong lưu sử a a lộ hướng hắn liếc mắt khóe miệng nhắc lên vẻ khinh miệt độ cong xem như nhất đại nhân tộc thánh hiền giả nàng sớm đã tâm như gương sáng, đạt đến tình cảnh thiên nhân hợp nhất, đối với thất tình lục dục sớm đã vô cảm. Ta thanh giả tự thanh, đúng là gì cũng không làm. Trần Mộc giang tay ra, thản thản đáng đáng đạo, A lộ, A phong, các ngươi đang nói cái gì A? À? Ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Lê Tuyết Thanh tịnh u mê mắt to, mờ mịt nhìn xem hai người, nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, chúng ta liền tâm sự việc nhà mà thôi. Trần Mộc sờ lấy Lê Tuyết cái đầu nhỏ, khẽ cười nói. Sau đó, ba người cùng nhau tại trước đống lửa ngồi xuống theo ngọn lửa nhảy lên gà rừng bắt đầu tản mát ra mùi thơm mê người để cho người ta thèm nhỏ rãi trải qua một đoạn thời gian nướng cái kia gà nướng đã quen trở nên kinh ngạc dầu mỡ nhỏ tại trong đống lửa phát ra xoẹt xoẹt âm thanh a lộ đem gà nướng từ trên đống lửa cầm xuống chia làm ba phần đưa tới trần mộc cùng lê tuyết bên cạnh hai người lê tuyết sớm đã kìm nén không được muốn ăn thèm nhỏ rãi tiếp nhận nướng thịt sau đó lập tức liền cắn dầu mỡ dính đầy khóe miệng của nàng cái kia trương như búp bê tinh xảo gương mặt bên trên, lộ ra vẻ thỏa mãn. Trần Mộc cùng A Lộ cũng phân biệt cầm một bộ phận gà nướng, ăn ngấu nghiến, không lâu lắm, một cái béo mập gà rừng liền bị ba người ăn đến không còn. Một mảnh, có lẽ là thời tiết vừa vặn, thanh phong không khô, lê tuyết chẳng được bao lâu ngay tại trên đồng cỏ nặng nề ngủ thiếp đi, cái kia trương u mê và hồn nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho lòng người sinh vô hạn chiều mến. A Lộ động tác nhẹ mà nhẫn nhủi vuốt ve lê tuyết tóc, kia đối thâm thúy giống như đen ngọc thô một dạng con ngươi, toát ra một vòng khó được vẻ ôn nhu ngươi lần này đi thần vực như thế nào cần thời gian lâu như vậy tại thần vực ngươi là gặp gỡ chuyện gì sao trần mộc nhíu nhíu mày quay đầu nhìn về phía a lộ mà đến hắn cảm thấy rất kinh ngạc xem như thánh nhân cảnh a lộ chỉ là đi lấy một gốc cửu dương linh diệp cùng với nam thiên thụ dễ cây thế mà hao tốn thời gian lâu như vậy cái này hoàn toàn có chút không phù hợp lẽ thường a lộ dừng động tác lại ngồi trước đống lửa ánh lửa sáng ngời tỏa ra gương mặt của nàng trong lúc mơ hồ như có vẻ ác liệt chi sắc lấp lóe mà qua ta đi nam thiên môn, kết quả gặp được thiên mệnh, cùng hắn đánh lên. A lộ đạo, đang nói đến thiên mệnh, hai chữ lúc, có thể cảm nhận được nàng lời nói ở giữa chỗ ngậm lấy vẻ ngưng trọng. Thiên mệnh trí tôn sao, trần mục nhíu mày, đế cảnh phân cửu phẩm, thất phẩm xương tôn, vị trí tôn cường giả, bát phẩm sưng thánh, vì thánh hiền giả chi cảnh, cửu phẩm xưng tiên, vì vô thượng tiên đế, phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục. Có thể đủ bước vào đế cảnh nhân vật, đều lác đác không có mấy, huống chi là đế cảnh thất phẩm phía trên, đó đã là thuộc về thần vực phía trên cực kỳ nhân vật. Thiên mệnh trí tôn chỉ là tại đế cảnh thất phẩm mà thôi, lấy hắn xem như trí tôn thực lực, người cái này thánh nhân đánh không lại hắn. Trần Mộc không hiểu hỏi, tại trong nam thiên môn cấm khu, còn cất dấu khác thánh nhân, những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ lão quái vật, âm thầm đều đối ta ra tay rồi. A à, lộ cắn cắn răng ngà, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Trần Mộc bừng tỉnh, tại trong các đại cấm khu, đều có tự chớ một đao cổ chi thánh nhân ẩn giấu, bọn hắn dùng tuyệt đối thực lực vô địch, đồng dạng phương cấm khu tự lập, vì cấm khu chi chủ, A Lộ xem như hậu thế đích nhân tộc thánh nhân, xâm nhập bọn hắn cấm khu bên trong, tự nhiên là sẽ dẫn tới bọn hắn tức giận. Cái kia cuối cùng, đồ vật nắm bắt tới tay sao? Trần Mộc hỏi, A Lộ cười nhạt một tiếng, nàng tay ngọc mở ra, một mảnh tản ra rực rỡ liệt hỏa màu sắc hồng diệp, ngay tại trong lòng bàn tay nổi lên. Mảnh này hồng diệp, bất quá bàn tay chi lớn, có trong suốt hào quang màu đỏ từ trong đó thẩm thấu ra, bên trên càng có vô số đạo thái cổ thời kỳ phức tạp bí văn tạo thành một cái tuyệt đẹp hoa văn giống như điêu khắc ở phía trên tràn ngập hồng lữ một dạng đại đạo ba động đây chính là cửu dương linh diệp trong truyền thuyết nó hấp thu thái dương chi quang dài đến vạn năm lâu ẩn chứa thế gian bá đạo nhất năng lượng mặt trời mà ngoại trừ cái này một mảnh cửu dương linh diệp còn có một đoạn thần bí cổ thụ dễ cây căn này dễ cây bất quá một tấc chi dài giống như từ thế giới chi thụ bên trên lấy ra đi ra ngoài đồng dạng có đại đạo ba động tràn ngập chính là nam thiên thụ dễ cây hai loại trọng yếu nhất dược liệu đều tìm đến, người đây. A lộ ánh mắt nhìn về phía Trần Mộc, hỏi. Trần Mộc cười nhạt một tiếng, hai ngón khe kẹp, tại trong hắn hai ngón khe hở, có một cái xưa cũ ngượt mà đan dược, đang lập lè phỉ thúy một dạng màu xanh biếc lộng lẫy, chính là thiên tầm tục mệnh đan. Thấy thế, A lộ cái kia trương từ trước đến nay lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm gương mặt, cũng đồng dạng lộ ra lướt qua một cái khó được nụ cười. Phải, sau đó, Trần Mộc đem Lê Tuyết ôm lấy, đưa về Lê Môn chủ nơi đó sau đó, liền cùng A Lộ đi tới tinh phong chủ điện bên trong. Tại tinh phong chủ điện, A Lộ tay nhỏ vung lên, một đạo sáng lạng linh quang liền bắn ra ngoài, hóa. Thành một đạo không thể xâm nhập kết giới, bao phủ ở ngoại vi bên trong. Đạo này kết giới, lấy A Lộ thực lực tự mình bố trí xuống, đừng nói là cái này thiên vũ đại lục, liền xem như phóng nhãn thần vực phía trên, đều không người có thể đem thần thức dò xét đi vào, đủ để cho người yên tâm. A Lộ trốn vào hư không, không lâu lắm liền đem Bắc Kiếm Tông cái cuối cùng người sống sót cho mang theo tới. Bây giờ, cái này thần bí lão nhân vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, giống như là một cái đồ đần giống như, trong con mắt không có nửa điểm quang thải. Nhìn xem cái này thần bí lão nhân, Trần Mộc Nội Tâm cũng không nhịn được hơi xúc động, cái này cửu tử thần tầm thuật đúng là cường đại, có thể đủ tại gặp phải cực hạn tử vong nguy cơ lúc, tất cả linh lực hóa thành nhộng giống như, bảo vệ mạng của mình mạch, lấy chất giả lừa bịp địch nhân, đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Toàn bộ Bắc Kiếm Tông, không ai sống sót, liền trưởng giáo đều biến mất, duy chỉ có cái này thần bí lão nhân còn sống sót đủ để chứng minh cái này cửu tử thần tầm thuật lạ thường chỗ. Hai người cũng không lãng phí thời gian, chuẩn bị một cái ao nước to lớn, tiếp lấy, đem thần bí lão nhân cho nhẹ nhàng dìu dắt đi vào, xếp bằng ở ao nước trung ương. A lộ lại độ tay nhỏ vung lên, đếm không hết nguyên tinh, liền linh lang toàn cảnh là giống như đầy trời như bảo thạch, rơi xuống, chìm đến trong ao, những thứ này nguyên tinh, là A lộ tự mình từ vô số thái cổ nguyên thạch bên trong để luyện ra năng lượng hạch tâm, phóng nhãn thần vực, giống loại này nguyên tinh, mỗi một khỏa cũng là vô giới chi bảo tồn tại, đủ để gây nên thần vực vô số đại năng cường giả tranh đoạt. Suy, Nguyên Tinh vừa vào ao nước, Thanh Tịnh thấy đáy mặt ao liền lập tức nhấc lên từng trận gợn sóng, cuồn cuộn không kiệt năng lượng từ bên trong những nguyên tinh này thả ra, nguyên bản nước trong veo, tại nguyên tinh năng lượng xâm nhiễm phía dưới, phát ra cuồn cuộn bọt khí, bất quá mấy hơi thở, liền đem cái ao này đã biến thành một cái năng lượng màu bích lục trì. Lão nhân thần bí khuôn mặt cuối cùng lên một chút phản ứng, khóe miệng của hắn tại ẩn ẩn co quắp, gân mạch đứt đoạn, khí huyết khô bại hắn, tại này cổ vô cùng minh mông hồ năng lượng ngâm phía dưới, dường như cảm nhận được không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức. Nhịn thêm, A Nguyên, ta lập tức liền sẽ để ngươi tỉnh táo lại. A à, Lộ nhìn thấy lão nhân thần bí như vậy đau đớn bộ dáng, đen ngọc thô một dạng trong con mắt, cũng là lướt lên một vòng đau lòng. Cái này thần bí lão nhân, là nàng năm đó tiến vào Bắc Kiếm Tông lúc tu luyện, tối hắn có chút chăm sóc một cái sư huynh, đối với hắn mà nói, cái này thần bí lão nhân trọng yếu vô cùng. Trần Mộc hai ngón kẹp lấy thiên tầm tục mệnh đan, đem hắn nhét vào lão nhân thần bí trong miệng. Một bên khác, A Lộ cũng tay nhỏ mở ra, cửu dương linh diệp cùng nam thiên thụ dễ cây, đồng thời lấy ra. Chợt, chỉ thấy nàng linh xảo tay ngọc bóp lấy một đạo cổ lão ấn pháp, thần quang chói mắt, dung nhập vào cái này cửu dương linh diệp cùng nam thiên thụ trong rễ cây, đem bên trong tất cả năng lượng đều cùng một chỗ tinh luyện ra, rót vào cái này năng lượng trong ao. Oanh, trong khoảnh khắc, hồ năng lượng bên trong tia sáng hừng hực, khói hà như mấu, trời quang mây tạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, lao nhanh như hồng thủy năng lượng quang hoa, đem trọn tỏa tinh phong đại điện đều bao phủ lại. Trần Mộc mở ra thiên nhãn, một đôi con mắt màu đen, hội tụ cường đại linh quang, giống như thần nhãn giống như, nhìn chăm chú lên phía dưới hồ năng lượng, tại trong đó vô tận ánh sáng, hắn có thể thấy được, có sóng lớn tựa như biển một dạng xanh biếc năng lượng, đang chậm chạp ngọ nguậy, nhắm ngay lão nhân thần bí thân thể độ nhập vào đi. Thân thể của ông lão phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn bể. Tan thành linh đài, càng là dần dần gây dựng lại có hiệu quả, nhìn thấy một màn này, trong mắt Trần Mộc cũng là lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên, tại thiên tầm tục mệnh đan, cùng cửu dương linh diệp, nam thiên thụ dễ cây hai thứ này trí bảo linh dược phía dưới, đối với cái này linh đài quả nhiên có chữa trị hiệu quả. Cũng may mắn là lão nhân trong linh đài bản nguyên chi lực, còn chưa triệt để tiêu tan, bằng không mà nói, cho dù là lại cường đại dược vật, đều khó mà nghịch thiên cải mệnh. Suy suy, ông ánh trong suốt năng lượng màu bích lục, đang lưu chuyển đạo pháp y vị, phảng phất ẩn chứa sinh mệnh căn bản nhất sức mạnh, một chút xíu xuyên qua lão nhân như cây khô một dạng thân thể bên trong, phảng phất năng ấm tại phổ chiếu giống như hắn khô bại khí huyết, tại một tia một tia bổ huyết lấy. cùng lúc đó, hắn linh đài cũng đồng dạng đang tiến hành chậm rãi gây dừng lại. cái kia nguyên bản yếu ớt giống như là một quả ngọn lửa một dạng bản nguyên chi lực, càng là dần dần thả ra lộng lẫy, dần dần cường thịnh đứng lên, đốt sáng lên hắc ám cô quạnh linh đài. nếu như nói linh hải là tất cả tu sĩ lực lượng cường đại cội nguồn mà nói, vậy cái này cái gọi là linh đài, đó là thuộc về tu sĩ sinh mệnh nguyên tuyền. Một khi tu sĩ linh đài bể nát, sinh mệnh bản nguyên tiêu thất, vậy hắn cũng cũng lại không cứu sống nổi. Mà giờ khắc này, tại dòng lũ một dạng năng lượng làm dịu, lão nhân linh đài không gần như chỉ ở chữa trị, liền hắn sinh mệnh bản nguyên đều bị một lần nữa nhóm lửa, hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt tiến hành. Tinh phong chủ điện bên trong, một đạo ở trần lão nhân xếp bằng ở trong dược trì, dược trì bọt khí cuồn cuộn, cuồn cuộn không kiệt năng lượng tản ra trong suốt bích quang, nhắm ngay lão nhân phương hướng bao phủ mà đi lão nhân toàn thân ức vạn cái lỗ chân lông đều tại mở ra quanh thân hào quang lấp lóe hắn khô bại thân thể tại cái này vô tận dược lực năng lượng làm dịu càng là dần dần một lần nữa lớn lên ra thịnh vượng khí huyết cái kia khô đét thân thể cũng đồng dạng trở nên có hùng tráng thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua mà qua hai canh giờ sau đó lão nhân quanh thân hào quang đạt đến vô cùng hừng lực trình độ trần mộc thiên nhãn mở ra cẩn thận điều tra lấy lão nhân linh đài bây giờ hắn linh đài đã toàn bộ khép lại cái kia yếu ớt bản nguyên chi hỏa cũng cháy hừng hực đứng lên, mơ hồ trong đó, cái kia ngây ngô hỗn độn chi khí, đều đã bị đuổi tản ra, linh đài lần nữa khôi phục rõ ràng trí. Giờ khắc này, lão nhân chậm rãi phải mở ra hai con ngươi, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ánh mắt của hắn cuối cùng lại độ có bất diệt quang thải ngưng kết mà thành. Dương Nguyên sư huynh, a lộ nhẹ giọng hô hoán, cái kia trương xưa nay không lấy vật hỉ không lấy kỷ bi lạnh lùng gương mặt, càng là có một tia khẩn trương. Cái kia được xưng là Dương Nguyên lão nhân, kinh ngạc nhìn Trần Mộc cùng a lộ, tại a lộ trên thân, hắn dường như phát giác cái gì quen thuộc khí thế, già nua khuôn mặt cũng lập tức lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Hắn há to miệng, khiếp sợ nói, ngươi, ngươi là, A Lộ. Ừ, A Lộ gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mừng rỡ, điểm điểm chán, đen ngọc thô một dạng trong con ngươi, càng là dâng lên một mảnh hơi nước. Hắn không có quên, trước kia nàng vừa tiến vào Bắc Kiếm Tông, chính là Dương Nguyên tự mình đến tiếp dẫn chính mình, tại Bắc Kiếm Tông cấp độ kia đỉnh tiêm kiếm đạo thánh tông bên trong, không thể tránh khỏi, sẽ có một chút tàn khốc cạnh tranh nhưng có dương nguyên đối với chính mình đặc thù chiếu cố nàng mới có thể tại trong bắc kiếm tông chân chính đứng vững gót chân từng bước tăng cường chính mình kiếm đạo tu vi trong lòng nàng dương nguyên đồng dạng là hắn không thể thay thế đại ca dương nguyên nhìn xem a lộ khuôn mặt cũng đồng dạng dần dần lộ ra nét mừng nhưng rất nhanh trong óc hắn lại đột nhiên dâng lên một đại cổ dòng lũ giống như ký ức giống như cổ trí nhớ này giống như là muốn đem hắn đầu đều cho no bạo giống như linh đài chấn động đếm không hết mấu và lửa đoạn ngắn tại trước mắt hắn từng màn lấp lóe mà qua a à, dương nguyên đau đớn kêu to lên ôm mình đầu đâm vào phương thuốc này trong ao trần mộc cùng a lộ kinh ngạc nhìn dương nguyên tiếp lấy hai người đáy mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng xem ra trí nhớ của hắn đã trở về trần mộc trầm giọng nói a lộ hàng điểm chán hy vọng dương nguyên sư huynh có thể đủ đem tất cả ký ức đều nghĩ đứng lên chủ yếu nhất là bắc kiếm tông bị diệt tông lúc một đoạn kia trọng yếu nhất ký ức a lộ khẽ cắn môi đen ngọc thô một dạng con mắt càng là lập lòe giữ tợn cùng sát phạt chi sắc Đối với Diệt Bắc Kiếm tông địch nhân, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, liền xem như đào sâu ba thước, nàng cũng phải đem cửu ra tìm cho ra. Dương Nguyên tại trong dược trì đau đớn dữ dội, nhưng Trần Mộc cùng A Lộ đều chưa từng có nhiều can thiệp, tại sau một nén nhang, trong dược trì nhấc lên gợn sóng, vừa mới dần dần trở nên bình lặng. Dương Nguyên chậm rãi bình tĩnh lại, miệng to thở hổn hển, cái kia trương khắc đầy tuế nguyệt nếp nhăn tang thương khuôn mặt, cuối cùng dơ lên. Trần Mộc có thể thấy được, tại trong Dương Nguyên đôi mắt thâm thúy, hình như có một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc giống như là đối với chuyện năm đó, vẫn như cũ có xua tan không đi bóng tối. Phẩy, tinh phong chủ điện, đèn đuốc chập chờn ánh lửa yếu ớt tỏa ra ba người thần sắc không giống nhau gương mặt, bầu không khí càng là có vẻ hơi nặng nề. Tại trong dược trì, đã trải qua một phen thoát thai hoán cốt sau đó, Dương Nguyên đổi lại một kiện mới tinh y phục, hoàn toàn giống như biến thành người khác tựa như. Thân ảnh của hắn mặc dù vẫn như cũ có chút còng xuống, không còn trước kia khí khái hào hùng bộc phát bộ dáng, nhưng từ còng xuống thể cốt bên trong, lại lộ ra một cỗ bất phàm khí chất một bộ lam y trường bào thẳng đứng xuống chỉnh tề sạch sẽ ngân bạch sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động tựa như như thác nước chảy xuôi tại trong tuế nguyệt trường hà khuôn mặt của hắn khắc đầy dấu vết tháng năm tựa như sông núi giống như chập trùng nói thế gian ấm lạnh cùng tang thương hai mắt sâu xa như biển giống như là cất giấu rất nhiều lời không xong cố sự bây giờ dương nguyên hình tượng đã rực rỡ hẳn lên cùng lúc trước bộ kia nhặt phe trai lão giả hoàn toàn khác biệt hắn hiện tại càng giống là một vị cao nhân đắc đạo ba người cùng nhau ngồi ở trước bàn trên mặt bàn trưng bày một chiếc không tính sáng tỏ đèn đuốc dương nguyên cau mày lấy cho dù là cho tới bây giờ hắn vẫn là có chút khó mà tiếp thu trước mắt thực tế tám nghìn năm không nghĩ tới ta giấc ngủ này chính là tám nghìn năm dương nguyên lắc đầu tang thương khuôn mặt tràn đầy một loại khổ tâm tuế nguyệt như vậy đối với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt vội vàng mà qua hắn trước kia cũng là phong thần như ngọc phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi nhưng bây giờ hắn đã là già lõm khỏm tuổi tác không còn làm cho người vô cùng thổn thức cùng tiếc nuối A à nguyên, những thứ này đều đã qua, ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, vẫn là có thể đủ nặng trở về trước kia bộ dáng. A lộ ánh mắt lướt qua một vòng đau lòng, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mà tế nhu an ủi. Ai, Dương nguyên lại thật dài thở dài một hơi, đáy mắt có không nói ra được vẻ phức tạp. Hắn nhìn xem A lộ, cười nói, nghĩ không ra, A lộ người cô gái nhỏ này, ngược lại là cùng trước kia không có gì thay đổi. Trước đây, A lộ mới vừa vào Bắc Kiếm Tông lúc cũng là như vậy thấp bé bộ dáng khả ái, bây giờ đã nhiều năm như vậy nàng vẫn như cũ gương mặt non nớt, thuần chân vô tả, nhìn không ra bất kỳ tuế. Nguyệt biến hóa, A Lộ lắc đầu, thở dài, ta là bởi vì muốn tìm anh ta, cho nên một mực duy trì bộ dáng như vậy. Nghe vậy, Trần Mộc cùng Dương Nguyên đều không hẹn mà cùng trầm mặc, bọn hắn biết, A Lộ ở sâu trong nội tâm vẫn luôn có một cái khúc mắc, đó chính là tìm được ca ca của nàng, nàng không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng, ca ca của nàng đã chất. A à Nguyên, trước kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bắc Kiếm Tông đến cùng là bị ai tiêu diệt? A lộ nâng lên chán, ánh mắt nghiêm túc, quang thải điểm điểm, hỏi. Dương Nguyên không có trả lời, mà là ngẩng đầu, mang theo một tia phòng bị nhìn về phía Trần Mộc, hỏi vị này là. Trần Mộc ôm quyền, nói, Dương Nguyên tiền bối, tại hạ Trần Mộc, xem như A lộ nửa đồ đệ, ta tu tập kiếm pháp có không ít cũng là suốt từ trước kia Bắc kiếm tông, cho nên cũng coi như là Bắc kiếm tông nửa cái đệ tử. A lộ cũng mở miệng nói, không có chuyện gì, A phong không phải ngoại nhân. Nghe đến đó, Dương Nguyên lúc này mới gật gật đầu, yên tâm lại tiếp lấy sắc mặt hắn trở nên có chút trầm trọng đáy mắt giấy ruộng không ngừng nhìn ra được hắn không quá nguyện ý nhớ lại món kia đau đớn chuyện cũ sau một lúc lâu hắn trầm giọng nói trước kia a lộ người rời đi về sau bắc kiếm tông từng có một đoạn thời kỳ mạnh mẽ nhất đệ tử trong tông nhiều đến 10 vạn mỗi một vị cũng là ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài bất thế thiên tài thiên phú dị bẩm cái thế vô song sáng chế ra không biết bao nhiêu đứng đầu kiếm đạo tuyệt học phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục tất cả thế lực không có bất kỳ cái gì một cái kiếm tu chi địa có thể cùng chúng ta đánh đồng, thiên vũ đại lục tất cả trí cường giả, đều phụng chúng ta bắc kiếm tông vì đệ nhất kiếm tông. Những năm tháng ấy, bắc kiếm tông giống như là nhận lấy thượng thiên chúc phúc, vận may phủ đầu, bát phương tới bái, vô luận là danh vọng vẫn là nội tình, đều làm đến đại lục đệ nhất. Nghe đến đó, Trần Mộc mặt không đổi sắc, lời nói này không phải dương nguyên khuyết đại mà nói. Năm đó bắc kiếm tông, quả thật có như vậy một đoạn huy hoàng lịch sử, cho tới bây giờ còn ghi vào tại trong sử sách, trở thành thiên vũ đại lục tất cả kiếm tu người truyền miệng bất hủ truyền thuyết. Phải biết, đoạn thời gian kia không thể so với như bây giờ vậy khó khăn, đó là võ đạo nhất là thịnh vượng một khoảng thời gian, lúc đó không biết có bao nhiêu cái thế thiên tài đột nhiên xuất hiện, yêu nghiệt tranh phong, liền vương đạo cảnh cường giả đều xuất hiện qua chừng mấy vị, toàn bộ thiên vũ đại lục võ đạo đều bị đẩy về phía một cái khó mà sánh bằng đỉnh phong độ cao. Mà Bắc Kiếm Tông có thể đủ tại cường giả như mây đại lục phía trên, trở thành đệ nhất kiếm tông, có thể tưởng tượng được, ngay lúc đó bắc kiếm tông nội tình cùng danh vọng đạt đến loại nào kinh khủng cấp độ dương nguyên tiếp tục nói lúc đó bắc kiếm tông danh tiếng không hai cho dù là vương đạo cảnh cường giả chúng ta đều có chừng mấy vị tỏa chấn mà xem như bắc kiếm tông đệ tử chúng ta đều phát ra từ nội tâm vì bắc kiếm tông mà kiêu ngạo nhưng đột nhiên có một ngày như vậy không có dấu hiệu nào tại chúng ta tông môn bầu trời xuất hiện một chiếc gương tấm gương a à, lộ nghe được cái này ánh mắt đột nhiên ba động một chút trở nên ngưng trọng lên đúng dương nguyên gật gật đầu nhớ lại nói cái gương này, ta xem không ra bất kỳ thành tựu, nhưng rất quỷ dị, nó tản ra một loại lưu ly li hào quang, đem toàn bộ Bắc Kiếm Tông đều bao phủ. Tại đạo này lưu ly li chi quang phóng xuất ra sau, trưởng giáo cùng với tất cả trưởng lão, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền đã bạo thể mà chất, tiếp lấy, phàm là lưu ly li quang chỗ chiếu rọi chi địa, hết thảy đều hóa thành thê lương phế tích, tất cả Bắc Kiếm Tông đệ tử, toàn bộ mất mạng. Bởi vì ta phía trước tại một chỗ trong di tích, nhặt được cửu tử thần. Tâm thuật, tại mấu chốt lúc, ta thân thể lột xác thành ve kén, lâm vào trạng thái chất giả, mới tránh thoát một kiếp. Nghe vậy, trong mắt Trần Mộc lướt đi một vòng vẻ khó tin, hỏi, vậy các ngươi từ đầu tới đuôi, cũng không có gặp qua địch nhân hình dạng ra sao sao. Dương Nguyên lắc đầu, thở dài, thật đáng tiếc, cũng không có, chỉ có một mặt kia tấm gương, nó thả ra tới lưu ly chi quang, những nơi đi qua, không chỗ nào bất diệt, chúng ta căn bản là không có cơ hội đi gặp đến sau lưng địch nhân là ai. Nghe đến đó, Trần Mộc khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này nếu không phải là từ Dương Nguyên trong miệng nói ra, thật đúng là để cho người ta khó có thể tin, trước kia diệt đi Bắc Kiếm Tông, thế mà chỉ là một chiếc gương. Đợi lát nữa, Dương Nguyên dường như là nghĩ tới thứ gì, mở miệng nói, tại lưu ly chi quang hạ xuống xong, ta giống như ngửi được một cỗ không giống bình thường khí thế, cái kia cỗ khí cơ, cùng bây giờ A Lộ trên người khí thế rất giống. Nghe vậy, A Lộ đen ngọc thô một dạng con ngươi, lao nhanh có rút lại, A Lộ không thể lại đi diệt đi Bắc Kiếm Tông, có thể cùng nàng tức giận cơ tương tự, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Thánh hiền giả chi khí, Trần Mộc đứng lên, trong mắt đồng dạng lập lè vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, lại là thánh nhân chi cảnh tại xuất thủ. A lộ trầm mặc lại, cắn răng, kia đối trong con mắt, có giữ tợn sát cơ tại bắn ra, nàng chợt đứng lên, mở miệng nói, không cần hỏi, ta biết địch nhân là người nào. Ta đi tìm bọn họ, bất quá, A lộ vừa dự định rời đi, lại bị Trần Mộc ngăn lại, nói, người trước tiên đừng xung động, không nhất định là bọn hắn. Trừ bọn họ, còn có thể sẽ là ai, bây giờ tất cả manh mối, đều nhầm vào hướng bọn hắn. A lộ quay đầu lại, cái kia trương tinh xảo đến giống như là như búp bê gương mặt đáng yêu, bây giờ càng là trở nên vô cùng băng lãnh, mơ hồ trong đó, càng có một loại xâm nhiên sát phạt chi khí, tại hướng không khí lan tràn. Dương Nguyên giật mình, nhìn xem Trần Mộc cùng A lộ hai người trạng thái như vậy, cũng là có chút kinh dị, hỏi các người đã có hoài nghi mục tiêu. Trần Mộc cùng A lộ lướt nhau một cái, tiếp lấy, hai người liền một lần nữa ngồi xuống, Trần Mộc giải thích nói, tại thần vực phía trên, có như vậy một kiện cực đạo đế khí, nó tên là quá rõ ràng lưu ly kính. Quá rõ ràng lưu ly kính, là thái cổ thời kỳ thái thanh thánh nhân lưu lại trí bảo quá rõ ràng lưu ly kính chỗ chiếu chỗ vạn vật thành cho dù chỉ là tàn mát ra một tia thánh hiền giả chi khí đều đủ để hơi hợt chôn vùi bất luận cái gì vương đạo cảnh cường giả có thể nói là một tông không có gì sánh kịp đại sát khí cái này cùng tiền bối ngài trong miệng miêu tả cổ kính manh mối căn bản là nhất trí bất quá quá rõ ràng lưu ly kính vẫn luôn là trấn phong tại rõ ràng diễn thánh địa chi bên trong xem như một tông cực đạo đế khí hơn nữa còn là đạt đến thánh binh cấp bậc cường đại bảo khí nó không có khả năng tùy tiện vận dụng mỗi một lần vận dụng nhất định đem gây nên tam thiên đại đạo cảm ứng đạo âm như sấm là không thể gạt được thần vực phía trên rất nhiều trí cường giả cùng thánh địa cảm giác nhưng mà cho đến nay quá rõ ràng lưu ly kính đã có một vạn năm chưa từng xuất động qua càng chưa từng có liên quan tới quá rõ ràng lưu ly cảnh đạo âm xuất hiện huống hồ bắc kiếm tông tại thiên vũ đại lục mặc dù cường hãn nhưng đến thần vực phía trên cũng chỉ có thể biến thành một phương tam lưu thế lực đường đường rõ ràng diễn thánh địa là hoàn toàn không đáng xuất động một tông thánh khí, hạ giới đến đây chu sát Bắc Kiếm Tông. Cho nên, ta cảm thấy chuyện này còn có chút kỳ quặc. Trần Mộc nhìn về phía A Lộ, hắn có thể đủ nghĩ tới, A Lộ không có khả năng không nghĩ tới, chỉ có điều, thời khắc này A Lộ vẫn như cũ gương mặt tràn ngập sát phạt chi. Sắc, trong mắt sát cơ cũng không có bất luận cái gì lui giảm. Đế cảnh phân cửu trọng, thất phẩm xưng tôn, bát phẩm xưng thánh, cửu phẩm xưng tiên. A Lộ bây giờ chính là đế cảnh bát phẩm thánh nhân, từ tiên cổ thời đại sau đó, có thể tu luyện đến thánh nhân cảnh, đều lác đác không có mấy, tiên đế càng là không còn xuất hiện. Mà tại trong cái này hậu thế, thánh nhân không ra mặt pháp thời đại, thánh khí, cơ hồ chính là tối cường tồn tại, là thần vực nhất phương thánh địa lớn nhất nội tình, vì diệt một cái bắc kiếm tông, rõ ràng diễn thánh địa, hoàn toàn không đáng lấy ra thánh khí đến đây tiêu sát. Phải hay không phải, chỉ cần lên rõ ràng diễn thánh hỏi đến tột cùng, liền có thể biết. A lộ mở miệng nói, trong ngôn ngữ, khó mà che giấu hắn lan tràn ra xâm nhiên lạnh ý, Xem như thánh nhân chi cảnh A Lộ, cũng không sợ đây là gì rõ ràng diễn thánh địa, nói cho cùng, dù là thánh khí lại mạnh, cũng không sánh bằng một vị chân chính thánh nhân cường giả. Trần Mộc lắc đầu, nói trước tiên tìm ra Bắc Kiếm Tông di tích ha, có lẽ chúng ta có thể từ Bắc Kiếm Tông di tích bên trong điều tra đưa ra hắn manh mối tới. Nghe vậy, A Lộ trong mắt sát cơ, cuối cùng dần dần lắng xuống một chút, hắn nhìn về phía Dương Nguyên, nhẹ giọng hỏi, "A Nguyên, trên người ngươi có cái gì Bắc Kiếm Tông di vật sao?" "Di vật sao?" Dương Nguyên trầm ngâm một hồi, tiếp lấy hắn dường như nghĩ tới thứ gì, vội vàng lấy ra một cái kiếm gãy, nói, đây là trước kia sư tôn ta sử dụng bội kiếm, bất quá nó đã đoạn tuyệt, một cái khác đoạn tại sư tôn nơi đó, bất quá hắn lão nhân ra cũng tại lưu ly dưới ánh sáng bị diệt sát. A à, lộ tiếp nhận chuôi này kiếm gãy, kiếm gãy chỉ có khoảng ba tấc, thân kiếm hiện ra thâm thúy màu xám cho, phảng phất thu nạp không thiếu dấu vết tháng năm, mang theo khắc lấy rất nhiều loang lổ vết giạt. Bất quá kiếm mặc dù đánh gãy, nhưng vẫn như cô có thể cảm nhận được một cỗ lăng lệ phong mang. A à, lộ tinh tế vuốt ve cái này kiếm gãy, tiếp lấy nàng hai con ngươi chậm rãi đóng lại có một tia ánh sáng óng ánh từ nàng mềm mại trên ngọc thủ thả ra chùm lên cái này kiếm gãy trên thân kiếm tinh tế điều tra lấy giờ khắc này hình như có hồng lữ đạo âm đang vang vọng vạn đạo tề minh đếm không hết quang hà từ a lộ trên thân bắn ra đi ra đem tòa này tia sáng ảm đạm cổ điện chiếu sáng giống như ban ngày giống như trói mắt vô cùng ước chừng nửa nén hương sau đó nàng lại lần nữa mở mắt ra đem kiếm gãy còn đưa dương nguyên như thế nào trần mộc nhìn xem a lộ Dương Nguyên đem kiếm gãy thu hồi sau đó, cũng đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn xem A Lộ. Trước kia Bắc Kiếm Tông bị diệt sau đó, hắn di tích đã sớm cùng nhau táng nhập bên trong hư không, 8000 năm đi qua, sớm đã không biết rơi vào Thiên Vũ Đại Lục vị trí nào. A Lộ hàng gật đầu, vị trí ta đã thăm dò, các người nghĩ cùng đi. Đây là một mảnh tọa lạc tại vùng cực Bắc Băng Tuyết chi địa, tương truyền, ở đây chiếm cứ một phương đại giáo băng hồng cung, truyền thừa lâu đời, dài đến mấy trăm năm, gần với trung thổ thần châu ngàn năm cổ tông. Mà căn cứ theo truyền thuyết băng hồng cung khai phái tổ sư cũng không phải là nhân tộc mà là đến từ trên tuyết sơn một cái vượn tuyết tu luyện ngàn năm công tham tạo hóa lột xác thành hình người có thể cùng tử hoàng cảnh đỉnh phong cường giả cùng so sánh mới ở đây lập xuống đạo thống trở thành nhất giáo chi chủ bất quá cho dù là vượn tuyết tuổi thọ rất dài tại không bước vào võ đạo cực hạn phía dưới cuối cùng sẽ có tỏa hóa một ngày tại cái này chỉ vượn tuyết sau khi tỏa hóa không có hắn tôn này vô thượng cường giả tỏa chấn băng hồng cung địa vị cũng tại từng năm hạ xuống cuối cùng lưu lạc làm một phương nhị lưu tông môn. Khi trong băng thiên tuyết địa, ngàn vạn đóa bông tuyết đồng thời lơ lửng ở trong hư không xoay tròn thời. Điểm, một cái lỗ xoáy đen cũng tại bên trong hư không tạo thành, Trần mục cùng A Lộ Dương Nguyên ba người cùng nhau đi ra, đi tới mảnh này minh mông khu vực. A Lộ, người xác định là cái này sao? Dương Nguyên nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, khẽ nhíu mày một cái, ở đây, hắn cũng không có cảm ứng được bất đồng gì bình thường khí tức, nơi này chính là một cái bình thường cổ tông thôi, căn bản không thể nói là có cái gì thượng cổ di tích cái bóng. Trần Mộc ánh mắt, cũng tại chung quanh quét mắt một vòng, thiên nhãn mở ra phía dưới, tại trong cái này minh mông vô bờ băng nguyên, hắn tự hồ thấy được một mảnh cầu long giống như phập phồng nguy nga địa thế, tại cái này phía dưới mặt đất, như có cuồn cuộn không kiệt đại địa linh khí phun ra, nhưng rất nhanh lại tiêu tán, giống như là nhận lấy thần bí gì sức mạnh kiềm chế. Không có sai, chính là chỗ này, A Lộ khẳng định nói, Trần Mộc gật gật đầu, lấy A Lộ thánh nhân cảnh bản lĩnh, không thể lại làm lỗi. Bất quá, nhìn xem trước mắt cái này khí phái bất phàm tuyết điện, Trần Mộc vẫn như cũ cảm thấy có chút quái dị, chẳng lẽ Bắc Kiếm Tông di tích là bị mai táng ở băng hồng cung dưới nền đất sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây đầy trời cũng là phong tuyết, địa vực tính chất khác biệt, ở đây dù cho là mùa hạ, cũng đồng dạng là băng thiên tuyết địa, gió lạnh tiêu điều, tuyên cổ như thế. Trần Mộc ba người hướng về phía trước đi tới, từ này cổ lão cung điện bên trong, trong lúc mơ hồ còn có thể gặp được một chút lập lè linh quang kiếm ảnh xuyên qua, có từng vị người mặc áo dài trắng người trẻ tuổi, đạp kiếm mà đi có lẽ là phát giác a lộ trần mộc ba người khí thức đều lướt về phía phương hướng của bọn hắn mà đến người phương nào đến đây là băng hồng cung nhanh chóng thối lui một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử hai chân đạp ở trên linh kiếm quát khẽ a lộ đôi mắt hờ hứng nhìn nàng một cái tới đây nàng cũng không muốn thương tổn cùng vô tội nhân tiện nói chúng ta có chuyện quan trọng bái phỏng để các người băng hồng cung cung chủ ra đi hừ ta băng hồng cung cung chủ cũng là người muốn gặp liền có thể gặp sao Tên nữ đệ tử kia lạnh lẽo nở nụ cười, giống như là cũng không có đem a lộ đặt ở đáy mắt, bởi vì nàng nhìn a lộ bất quá 7, 8 tuổi, lại điều tra không ra cảnh giới của nàng, tự nhiên không đem nàng coi là chuyện đáng kể. Nghe vậy, Trần Mộc lắc đầu nở nụ cười, từng bước đi ra, một đạo hừng hực linh quang từ hắn thể nội phóng lên trời, càng là đem cái này phương trắng xóa bầu trời, cho xé rách trở thành hai nửa, Minh Mông vô bờ băng nguyên đều tại chấn động đứng lên, vực sâu một dạng khe hở, vỡ nát ra, kéo dài đến cuối tầm mắt cuồng bạo vô song linh lực uy áp trực tiếp là đem phía trước đông đảo băng hồng cung nữ đệ tử đều cho đẩy lui ra ngoài Từ hoàng cảnh đỉnh phong tên nữ đệ tử kia miệng nhỏ mở lớn tràn đầy vẻ khó tin ta tên là trần mộc từ trung thổ thần châu đường xa mà đến muốn bái phỏng băng hồng cung chẳng lẽ băng hồng cung chính là như vậy đãi khách chi lễ sao trần mộc nói khẽ lời nói này tại hùng hồn linh lực trong bao giống như nổi trống thanh âm giống như cực kỳ vang dội truyền khắp cả tòa băng hồng cung sơn môn bên trong trong lúc nhất thời cả tòa băng hồng cung đều phảng phất nhỏ xíu chấn động một cái có không ít bông tuyết từ cung điện điện trên tường bị đánh rơi xuống từng mảnh nhỏ xoay tròn bay xuống hàn phong lạnh thấu xương đập tại đông đảo nữ đệ tử trên áo trắng giờ khắc này tất cả nữ tử trên gương mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. trần mộc chi danh sớm đã danh chấn toàn bộ thiên vũ đại lục không ai không biết không người không hiểu dù là đây là vùng cực bắc cũng đồng dạng nghe nói qua trần mộc cùng ninh hàn chi ở giữa cái kia một hồi khoáng thế chi chiến đối với cái này tuyệt thế yêu nghiệt rất nhiều người nội tâm cũng là ôm lòng kính sợ. Bá, không lâu lắm, một đạo thanh lệ hình bóng, liền từ sâu trong băng hồng cung cực nhanh mà đến, nàng giống như một cái đạp tuyết khinh yến, qua tuyết không dấu vết, mặc một đầu trắng thuần váy, đình đình ngọc lập đứng tại trên băng hồ, trắng thuần váy cùng cái này bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết chi sắc tôn nhau lên chiếu, càng làm nổi bật lên nàng thanh liên thanh nhã, huynh quốc huynh thành tuyệt sắc hương mặt, liền như là một khỏa minh châu, dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Cung chủ, nhìn thấy đạo này thanh lệ hình bóng, những cái kia nữ đệ tử, toàn bộ đều tôn kính thi lễ một cái. Băng hồng cung cung chủ điểm điểm chán, chợt phung khẽ ngọc tay áo, những đệ tử kia liền đều lui xuống, không còn dám tùy tiện hành sự lỗ mãng. Không biết Trần Công Tử đến thăm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Váy trắng nữ tử hơi hơi khom người, nàng tư thái như cành liễu, tinh tế yểu điệu, màu trắng váy xa nhẹ nhàng phiêu giật, váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, tựa như một đoán nở rộ bạch liên giống như, thanh nhã mà thánh khiết, quyên quyên như nước suối tuyệt vời âm thanh, thấm vào nội tâm ở mảnh này băng thiên tuyết địa nhu hòa vang lên trần mục tiến lên một bước đồng dạng ôm quyền nói mạo muội quấy dày, cảm giác sâu sắc xin lỗi bất quá chúng ta có chút chuyện quan trọng muốn vào băng hồng cung kiểm tra một chút mong rằng giàn xếp váy trắng nữ tử điểm điểm chán nàng biết lấy trần mục thực lực trước mắt đã rất cho các nàng băng hồng cung mặt mũi hắn nếu là nghĩ xông vào toàn bộ thiên vũ đại lục đều không người có thể đủ ngăn đón đến phía dưới hắn cho nên váy trắng nữ tử cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì làm ra mời thủ thế sau một lát, tại váy trắng nữ tử tiếp dẫn phía dưới, Trần Mộc ba người thuận lợi tiến nhập băng hồng cung bên trong. Băng hồng cung rất lớn, bao phủ trong làn áo bạc, nơi này có thanh tịnh lưu ly băng hồ, hàn khí thấm cốt, có cao vút trong mây đại tuyết sơn, núi tuyết nguy nga hùng vĩ, giống như là kết nối lấy thiên khung giống như, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Mà tại trong tuyết sơn này, còn có không ít giống như kình thiên một dạng cổ pháp cung điện đứng sừng sững, cung điện san sát nối tiếp nhau, khí thế bàng bạc, tuy có chút một chút loang lổ tuế nguyệt vết giạt nhưng từ hắn hùng vĩ trên quy mô, vẫn như cũ có thể thấy được năm đó huy hoàng lịch sử. Trừ cái đó ra, băng hồng cung bên trong, còn có từng vị đạp kiếm mà đi tu sĩ, từ bầu trời bên trong giống như yến tước giống như lao nhanh lướt qua, những tu sĩ này phần lớn cũng là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử, cực kỳ hiếm thấy đã có nam đệ tử xuất hiện. Ta có mấy chuyện, muốn thỉnh giáo một chút cung chủ. Váy trắng nữ tử đi ở phía trước dẫn đường, sau lưng, Trần Mộc nhìn xem trong băng thiên tuyết địa này cổ lão hoàn cảnh, nhịn không được mở miệng nói váy trắng nữ tử quay đầu lại đôi mắt đẹp ngầm lấy điểm điểm quang thải khẽ cười nói trần công tử không cần khách khí như thế bảo ta tô huyên liền có thể đối với trần mộc tô huyên nội tâm từ đầu tới cuối duy trì lấy kính sợ bởi vì lúc trước đại lục chi kiếp chính là dựa vào trần mộc mới hóa giải trần mộc ôm quyền tiếp tục nói tô huyên cô nương không biết cái này băng hồng cung là lúc nào xây dựng ở này băng hồng cung thiết lập thời gian kỳ thực cũng không lâu lắm đại khái chỉ có trên dưới ngàn năm căn cứ vào ta biết cổ sử trước kia ta phái đời thứ nhất lão tổ Du lịch đến nước này, phát hiện nơi này phong phú địa linh chi khí, mới lựa chọn ở đây khai sơn lập tông. Mà năm đó ở đây cũng không phải là cái gì băng nguyên, là một mảnh liên miên vô tận núi tuyết, là ta giáo đời thứ nhất lão tổ, vận dụng đại thần thông, san bằng hết thảy núi tuyết, mới tạo thành băng nguyên. Tô Huyên nói khẽ, nghe vậy, Trần Mộc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể nhìn đến, mảnh này băng nguyên chung quanh núi cao, cơ hồ khó quên hắn đỉnh, chọc vào chân trời, dưới nền đất, càng có phong phú địa linh chi khí phun ra nhìn ra được, trước kia đầu kia biến hóa thành hình người vượn tuyết, ánh mắt cũng là vô cùng cay độc. Không biết Tô Huyên cô nương có biết hay không, nơi này có không có cái gì di tích các loại. Trần Mộc hỏi, di tích, Tô Huyên ngẩn ra một chút, tiếp lấy nàng liền lắc đầu, nói, ở đây không có cái gì di tích, theo ta được biết, trước kia ở đây mặc dù có bảng bạc địa linh chi khí, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một chỗ đất hoang, không có địa phương kỳ lạ gì. Trần Mộc nhíu mày, chẳng lẽ hắn suy đoán có sai hay sao? Lúc này, A lộ giống như là cảm ứng được thứ gì giống như, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xôi phương hướng một chỗ, nơi đó, có đại sơn cao vút trong mây, ánh mắt xuyên thấu vô tận phong tuyết, mơ hồ trong đó có thể gặp được, rất nhiều trên tuyết sơn, tựa hồ có ánh sáng óng ánh đang lóe lên, cực kỳ bất phàm. Ở nơi đó, A lộ mảnh khảnh ngón tay ngọc phung lên, chỉ hướng vị trí đó. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Trần Mộc Đồng dạng mở ra thiên nhãn, phát hiện, ở phương vị nào trăm dặm chỗ, thiên núi có chút bất phàm, chập trùng ở giữa, từng toàn núi tuyết liền cùng một chỗ, giống như là rồng cuốn hổ trồng giống như, có chân vỡ vân tiêu khí thế bàng bạc. Tô Huyên giống như là nhớ ra cái gì đó, nói, nơi đó cũng không phải là di tích, mà là một cái cấm địa. Cấm địa, Trần Mộc cùng Dương Nguyên đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Huyên. Chỉ nghe Tô Huyên điểm điểm chán, nói, đúng, trước kia ngô giáo lão tổ từng lập khuyên bảo, bất luận kẻ nào đều không được tới gần nơi đó, bằng không, thập tử vô sinh, liền vương đạo cảnh đều biết rơi xuống loại kia. Xem ra, nơi đó chính là mục đích của chúng ta. Trần Mộc hít mắt, nói khẽ nơi đó không thể tiến ngô giáo lão tổ từng có khuyên bảo bất luận kẻ nào đều không được tới gần bằng không định rơi vào cái thịt nát xương tan chất không toàn thây hạ tràng tô huyên khuyên thành gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng vội vàng khuyên can nhưng mà như vậy khuyên can đối với trần mộc a lộ ba người mà nói căn bản không có cái gì tác dụng chúng ta muốn đi vào trần mộc kiên định đạo không cho cửa tuyệt ai tô huyên khẽ thở dài chính các người nếu là thật muốn vào ta cũng không ngăn trở bất quá sinh tử tự phụ Trần Mộc cùng A Lộ ba người, tại Tô Huyên dẫn dắt phía dưới, rốt cuộc đã tới cái kia phía núi tuyết khu vực, ở đây, phương viên trăm dặm, đại sơn vần quanh, giống như là tạo thành một cái mê thiên đại trận giống như băng tuyết vô tận trong thế giới, một mảnh trắng xóa, tràn ngập thần bí. Trần Mộc lấy địa mạch thuật phong thủy, cẩn thận ngóng nhìn, nhưng phát hiện, ở đây thế mà không cách nào dùng thiên nhãn tiến hành khám phá, trong lúc vô hình, như có một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ, tại đoạn ngăn trở thần trí của hắn. Chỉ có điều, Trần Mộc không cách nào khám phá địa hình, A lộ làm một thánh hiền giả cường giả, lại dễ như trở bàn tay có thể đủ xem thấu, nàng kiên định nói ở đây chính là Bắc kiếm tông di tích. Tiếp lấy, nàng không có dừng lại, hướng thẳng đến trong núi tuyết đi vào, sau lưng, Trần Mộc cùng Dương Nguyên cũng là đi theo mà đến, chỉ có Tô Huyên, nàng đứng ở núi tuyết đằng sau, chim xa cá lặn tinh xảo gương mặt, có một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, nghĩ đến các nàng băng hồng cung lão tổ khuyên bảo, nàng không dám tùy tiện theo sau. Phải, chúng sơn vòng quanh thế giới băng tuyết bên trong, minh mông vô ngần bông tuyết nhao nhao, hàn phong tiêu điều. Theo Trần Mục đám người thăm dò vào, địa hình nơi này cũng đang phát sinh lấy thay đổi, mơ hồ trong đó, nơi này lòng đất linh khí, càng nồng nặc lên, mà tuyết cũng càng rơi. Xuống càng lớn, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, che giấu tất cả mọi người mắt thường. Trần Mộc có thể đủ cảm thấy, theo xâm nhập, từ này cái gọi là băng hồng cung cấm địa, chỗ sâu, cái kia cỗ tràn ngập mà đến thần bí sức mạnh cấm kỵ càng thêm cường đại, hắn cùng với Dương Nguyên thần thức đều ở nơi này đã mất đi tất cả tác dụng. Vù vù, đột nhiên, có không ít trắng như tuyết sinh vật cái bóng, từ chung quanh minh mông giữa thiên địa cực nhanh mà qua, động tác nhanh mà tấn mãnh, căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ. Đây là cái gì? Dương Nguyên thân thể căng cứng, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. A à, lộ lại thần tình lạnh nhạt, đôi mắt không gợn sóng, nói, đây chỉ là một chút vượn tuyết mà thôi, chớ khẩn trương hề hề, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Nghe vậy, Trần Mộc cười khổ một cái, bọn hắn chính xác không cần ôm bất kỳ lo lắng nào, có A lộ tôn này thánh nhân tại, cái này thiên vũ đại lục đi đâu không thể chẳng lẽ ở đây một cái nho nhỏ băng hồng cung cấm địa còn có thể so thần vực phía trên sinh mệnh cấm khu càng thêm nguy hiểm sao trần mộc cùng dương nguyên đều buông lỏng xuống vù vù không thiếu vượn tuyết đều tại trong đống tuyết nhanh chóng xuyên thẳng qua có lẽ là điều tra được trần mộc đám người xâm nhập bọn hắn chỉ là một cái trói mắt liền tại đây bên trong băng tuyết sơn mạch im hơi lặng tiếng không biết trốn trong cái góc nào đi năm đó băng hồng cung khai sơn lão tổ chính là một cái vượn tuyết cho nên đối với mảnh này thế giới băng tuyết bên trong vượn tuyết, hắn không chỉ không có rất hết, ngược lại là đối bọn hắn có chút chiếu cố, đều thu vào băng hồng cung bên trong. Trần Mục đám người cũng không có đi nhiều để ý tới những thứ này vượn tuyết, tại xuyên qua cái này băng nguyên người giảm chi địa sau, đập vào tầm mắt chính là một tòa rộng lớn tuyết cốc. Bên trong tuyết cốc, có vài gốc linh thảo tại trong cuồng phong chập trờn, linh thảo cũng không phổ thông, bọn hắn tản ra trong suốt thanh quang, tại cành lá phần đuôi chỗ, tất cả kết xuất một cái trái cây màu xanh lục, gió dương lên, mê người hương thơm liền tràn ngập tới. Trái cây hình rồng, đây là cái gì? Dương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, càng là trong lúc nhất thời đều không thể nhận ra là vật gì. Tại trong tuyết cốc, giống như vậy linh thảo hết thảy có 5 cây, mỗi một gốc đều chẳng qua cao hai thước, thanh bích sắc ánh sáng lộng lẫy tại trong tuyết lớn cực kỳ dễ thấy. Cái này 5 cây linh thảo phần đuôi, đều rủ xuống treo trái cây màu xanh lục, bọn chúng bất quá lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài hiện đầy từng đạo huyền bí quang văn, óng ánh trong suốt, giống như chân long, có long khí ở phía trên lượn vòng lấy, 10 phần đặc biệt. Đây là nguyên long quả, một loại trị liệu thần dược. Trần Mộc nói khẽ, hắn đồng dạng không nghĩ tới, ở đây thế mà lại có nguyên long quả xuất hiện. Phải biết, nguyên long quả là chịu lòng đất chi linh chỗ thoải mái sinh trưởng một loại kỳ quả, nó ẩn chứa năng lượng, đã đủ để sánh vai cửu phẩm đan dược, là một loại trị liệu thần dược, dược lực không thể so với không chất đạo nguyên kém. Bây giờ, Trần Mộc trên người không chất đạo nguyên, sớm đã hao sạch. Dưới mắt, lại để cho hắn tìm được có thể cùng không chất đạo nguyên sánh vai nguyên long quả. Trần Mộc cũng không có khách khí, hắn đại thủ dương lên, cách đó không xa năm viên rủ xuống treo nguyên long quả, liền bị hắn bạo hút tới, giữ tại ở trong tay. Giống, nhưng lúc này, đột nhiên có từng đạo giữ tợn tiếng thú gào vang lên, năm đầu giống như vượn tuyết giống như hung lệ sinh vật, từ sơn cốc sông ra, bọn hắn hình thể có hơn một trượng chi lớn, toàn thân răng đầy trắng như tuyết lông dài, con người tinh hồng, đang treo tàn bạo lệ khí, tức giận nhìn chằm chằm Trần Mộc, chuẩn xác mà nói, bọn hắn là nhìn chằm chằm Trần. Mộc trong tay Nguyên Long Quả, Tuyết Phiên Vương sao, Trần Mộc cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, bất luận cái gì thiên tài địa bảo, đều sẽ có một chút chấn thủ thú, mà cái này Nguyên Long Quả đã là thuộc về ngàn năm khó gặp kỳ chân dị bảo, sẽ có những sinh vật khác để mắt tới, cũng thuộc về bình thường. Tại Tuyết Phiên Vương hậu phương, còn có từng đầu sinh trưởng rậm rạp lông tóc phượng tuyết đều đi theo ra ngoài, bọn hắn con người tinh hồng, vây ở cùng một chỗ, giống như là tạo thành một cái không nhỏ quần thể, đều không ngoại lệ, bọn chúng đều ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm trần mộc liên tục phát ra tiếng gào thét giống như là muốn trần mộc giao ra trong tay nguyên long quả giống như nhưng mà trần mộc đem cái này năm viên nguyên long quả nắm trong tay lại cười nhạt lắc đầu đồng thời không có ý định giao ra trong trời đất này kỳ chân dị bảo cũng là thuộc về vật vô chủ ai lấy được trước chính là của người đó cái này năm đầu tuyết viên vương trấn thủ ở đây lại chậm chạp không động thủ vậy cũng đừng trách hắn vượt lên trước từng bước giống đột nhiên có một đầu tuyết viên vương phát ra gầm nhẹ sau khi cuối cùng một tiếng cảnh cáo vô dụng, nó cũng triệt để bị chọc giận. Chỉ thấy nó bốn vó đạp mạnh, hình thể khổng lồ, ở trên băng nguyên nhấc lên đầy trời bông tuyết, băng băng mà tới, tinh hồng sắc con người đầy giữ tợn sát cơ, tê cắn về phía Trần Mộc mà đi. Lấy Trần mục thực lực, tự nhiên là không đem đầu này Tuyết viên Vương đặt ở đáy mắt, ánh mắt hắn lấp lóe qua một vòng châm mang hình dáng hàn mang, thân thể dương ra, đấm ra một quyền, cuồng bạo vô song kim quang linh lực phóng thích ra không chỗ nào bất diệt kinh khủng ba động, trực tiếp đem cái này năm đầu Tuyết viên Vương bắn cho nổ tung tới huyết vụ đầy trời, từ giữa không trung tung xuống, mùi máu tanh, tràn ngập mở ra, không thể nghi ngờ chấn nhiếp rồi phía trước đông đảo vượn tuyết, tại nhìn thấy Trần Mộc kinh khủng như vậy thực lực sau, bọn chúng liền phát ra ngao ngao tiếng giống, lao nhanh thoát đi. Thấy vậy, Trần Mộc cười nhạt một tiếng, cũng không có truy sát tới. Đi thôi, A à, lộ mở miệng nói, nghĩ đến, đối với cái này nguyên long quả, nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ba người tiếp tục dọc theo đất tuyết đi qua, mà đang khi hắn nhóm lại đi mười dặm chi địa lúc, phiến khu vực này không khí, càng là càng ngày càng mỏng manh, tia sáng càng là dần dần ảm đạm xuống, hình như có cái gì không tốt dấu hiệu muốn xuất hiện. Đột nhiên, chỉ thấy minh mông vô bờ trên băng nguyên, lại có vô tận năng lượng chiều dâng nhấc lên, âm chắc chắc thương khung, hội tụ đại dương minh mông lưu ly như biển lui đình, che đậy ở trên bầu trời, tạo thành một đạo hủy diệt chúng sinh thiên phạt giống như. Ầm ầm, kinh thiên động biệt tiếng sấm, truyền vang mà ra, một đạo sáng chói lưu ly cực quang, vạch phá thương khung, giống như là muốn đem toàn bộ thiên khung đều cho xé mở, trong lúc mơ hồ, tại trong đạo này cuồng bạo lôi đình còn lưu lại năm đó một tia thánh hiền giả khí thế đây là dương nguyên ngẩng đầu đối với trên bầu trời cái này một tia thánh hiền giả khí thế hắn không thể quen thuộc hơn nữa đây chính là trước kia hủy diệt bắc kiếm tông cái kia một tia khí thế a con người của hắn lao nhanh co rút lại tới hình như có như ác mộng tại hắn trái tim lượn lờ để cho hắn kém chút cảm xúc sụp đổ